Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 201. Ngô Bình bắt đầu hơi đồng tình với Thạch Thiên Phấn, mục đích chuyến đi này của cậu đã đạt được, sau đó cậu và mấy người đó bàn bạc có nên đi tiếp hay quay về. Thạch Thiên Phấn lặng lẽ rời đi trở về Thạch Lâm, Ngô Bình cũng không gây khó dễ cho anh ta nữa. Gàn Tiêu Chân mất hứng nói, anh Ngô, tôi muốn tự đi thăm dò. Ngô Bình gật đầu, được, anh càn đi đường bình an. Sau khi Càn Tiêu Trần đi, những người khác cũng đi theo. Ngô Bình suy xét một lúc, quyết định quay lại từ nơi này, dù sao cậu cũng không thể ở lại cấm địa thượng cổ quá lâu. Không bao lâu sau khi vài người trở về, toàn bộ cấm địa thượng cổ bỗng vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bầu trời bị bao phủ bởi một lớp màu máu, luồng khí tức đáng sợ lao xuống khiến người ta cảm thấy bất an. Ngô Bình nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì thế? Phương Lập nghiêm túc nói, có thứ đáng sợ thức tỉnh. Thanh Chỉ vội nói, tôi cũng nghe thấy vài loài yêu xung quanh từng nhắc trong cấm địa thượng cổ có phong ấn vài sự tồn tại đáng sợ, chắc là cái gì đó thức tỉnh. Lúc này, Lăng Bộ Phi và Ngô Bình gần như nhận được tin cùng lúc, Học viện Hoàng gia yêu cầu tất cả thành viên rời khỏi cấm địa thượng cổ ngay lập tức, không được ở lại. Lăng Bộ Phi nhận được lệnh tương tự, tông môn yêu cầu bà ta lập tức quay về, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngô Bình lập tức nói, đi thôi. Không lâu sau, trong không trung xuất hiện một cánh cửa dịch chuyển, chỉ là cách họ rất xa. Ngô Bình thi triển thuật độn dẫn mọi người nhanh chóng chạy đi. Lúc mọi người bỏ chạy, bầu trời phía sau càng lúc càng đỏ rực, cuối cùng trở nên như màu máu. Màu máu liên tục lan rộng về phía bên này. Hơn một tiếng sau, mọi người chạy vào cánh cổng quay lại trong đại sảnh Học viện Hoàng gia. Lúc đó rất nhiều người đi vào nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn một nửa còn có thể sống sót đi ra, ít nhất có 40% ở lại cấm địa thượng cổ mãi mãi. Viện phó Mộng San đang đợi mọi người quay lại, lúc bà ta nhìn thấy mấy người Ngô Bình bước ra thì mỉm cười gật đầu. Lại một tiếng trôi qua, người đi ra ngày càng ít, lúc này tất cả các thành viên của Học viện Hoàng gia chỉ có 6 người Ngô Bình, những người còn lại chưa thể ra ngoài. Tâm trạng của những người này đã ra ngoài này đều khác nhau. Có người thì đắc ý, có người thì vẻ mặt rất nghiêm trọng, có người thì im lặng không. Mọi người đều có được có mất, có người buồn có người vui, nhưng không ai nói gì với người ngoài. Chờ một lúc nữa vẫn không có ai ra ngoài nữa, Mộng San nói, các vị có thể ở lại Học viện Hoàng gia nghỉ ngơi, cũng có thể quay về sớm. Nếu có gì cần giúp, đỡ, có thể hỏi giáo viên ở đây, bọn họ sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Mộng San nhìn Ngô Bình nói, Ngô Bình, cậu đến văn phòng với tôi. Ngô Bình gật đầu, nói với mấy người Lăng Bộ Phi, Trương Tỉnh, anh đưa họ đi tìm nơi nào đó nghỉ ngơi trước đi. Nếu không có việc gì gấp, trước tiên đừng đi đâu trước khi tôi quay lại. Cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm như thế, mọi người đều đã xem Ngô Bình là người được tin tưởng nhất, họ đều gật đầu. Mộng San đã đi phía trước, Ngô Bình nhanh chân đi theo bên cạnh bà ta. Mộng San nở nụ cười. Bà ta hỏi, chuyến đi đến cấm địa thượng cổ lần này có thu hoạch gì không? Ngô Bình, vẫn khá ổn, quen được vài người bạn, tìm được không ít dược liệu. Mộng San, tất cả thu hoạch từ cấm địa thượng cổ đều thuộc về cậu. Nhưng nếu không dùng đến thì có thể bán cho học viện. Giá của học viện cao hơn bên ngoài nhiều lắm. Ngô Bình khẽ cười, biết rồi. Đi đến văn phòng của Mộng San bảo cậu đóng cửa lại rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Bà ta tự tay pha cho Ngô Bình một tách trà, nói, lần này cấm địa thượng cổ rất không may, bên trong làm thức tỉnh một tia suy nghĩ nên các cậu phải ra ngoài trước. Ngô Bình, không sao, sau này vẫn có thể quay lại. Mộng San cười khổ, trong mấy trăm năm, e là không ai dám vào cấm địa thượng cổ nữa, trừ khi chắc chắn sự đáng sợ đó lại ngủ đông. Ngô Bình tò mò hỏi, viện phó, thứ ngủ đông trong cấm địa thượng cổ rốt cuộc là gì thế? Mộng San, rất khó giải thích. Nói một cách đơn giản thì chúng xuất hiện sớm hơn các thần linh. Ở thời kỳ viễn cổ, các thần linh cũng chỉ là con mồi của chúng. Loại sinh vật này có sức mạnh khó lường, là tai họa chung của tất cả các chủng tộc, nó được gọi là sự đáng. Sợ. Ngô Bình nhíu mày, sự tồn tại mà săn bắt thần linh sao? Mộng San, anh biết thôi là được, đừng nghĩ nhiều đến nó, vì nó cách chúng ta rất xa. Cho dù những sự đáng sợ này lại xuất hiện trên thế giới, cũng sẽ có thế lực mạnh mẽ đối phó với chúng. Ngô Bình gật đầu, viện phó tìm tôi đến có gì dặn dò à? Mộng San nhìn cậu, sau khi vào cấm địa thượng cổ, cậu có cảm giác gì đặc biệt không?
Ngô Bình chớp mắt, ý viện phó nói là Thánh Xúc à? Phương Lập đã nói với cậu rất nhiều về Thánh Xúc. Lâm Lãnh Thiền thì nhắc đến nhiều hơn, thế nên cậu biết về Thánh Xúc. Mộng San cười nói, nếu cậu đã biết đến Thánh Xúc, muốn có thu hoạch đúng không? Ngô Bình nghĩ cảm thấy tốt nhất không nên kể hết mọi chuyện, nếu không sẽ hù dọa người trước mặt, dù sao lúc đó ngay cả Phương Lập cũng sợ. Cậu nói, mở ba đạo mạch, trong đó có một đạo. Mạch là huyền cấp, hai đạo mạch còn lại là tử cấp. Mộng San hít sâu một hơi, cậu thế mà lại mở được đạo mạch huyền cấp. Cũng khó trách sao bà ta lại ngạc nhiên thế, từ xưa đến nay rất ít người có thể mở được huyền mạch, huống chỉ Ngô Bình còn khai mở được hai tử mạch. Điều này chứng tỏ cậu là thiên tài tu hành, bà ta không nhìn lầm người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình thở dài, viện phó, có phải ít quá không? Mộng San ho khụ một tiếng nói, một huyền mạch cũng đã là khá lắm rồi, hơn nữa cậu có đến ba đạo. Mạch. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta nói, tôi có một bộ ghi chép cơ trúc, cậu cầm về nghiên cứu, tranh thủ đạt đến cơ trúc để nhanh chóng vào thánh môn. Cả hai đã thống nhất, Ngô Bình phải nhanh chóng hoàn thành cơ trúc, sau đó đi vào thánh cổ đại lục. Thông qua thánh môn, hai bên đều có lợi cho nhau. Ngô Bình đã là cơ trúc từ lâu, nhưng cậu không nói, mà hai tay nhận lấy ghi chép nói cảm ơn viện phớ. Mộng San cười nói, tôi thấy mấy người bạn của cậu còn đang đợi đấy, về đi, có vấn đề gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thế là Ngô Bình xin phép đi trước, cất kỹ quyển ghi chép vào rồi đến chỗ Trương Tỉnh ở. Lăng Bộ Phi, Điền Mỹ Mỹ, Phương Lập, Thanh Chi, Mạc Khinh Ngữ đều đang đợi cậu ở đây. Trương Tỉnh lấy hết các món bảo bối của mình ra để chiêu đãi những người bạn mới này. Vì tính cách quá thẳng thắn nên anh ta không có nhiều bạn ở trường học viện, lần này đột nhiên có thêm vài người bạn, anh ta vô cùng vui vẻ. Ngô Bình đẩy cửa bước vào, Trương Tỉnh vội bước đến đón cười nói, sư huynh, mời vào. Ngô Bình được sắp xếp ngồi vào vị trí chính giữa, Trương Tỉnh tự mình rót trà cho cậu. Uống vài ngụm trà, trò chuyện một lúc, Ngô Bình nói, mọi người đã đi theo tôi suốt chặng đường, cũng chưa đi khám phá những nơi khác, nếu không có lẽ mọi người đã thu hoạch được nhiều hơn. Mạc Khinh Ngữ, không thể nói thế được, nếu không nhờ cậu cứu giúp thì tôi đã chết trong đó từ lâu rồi, còn nói gì đến thu hoạch. Trương Tỉnh cười nói, đúng thế, không nhờ sư huynh thì tôi đã bị chúng giày vò đến chết rồi. Lăng Bộ Phi cười nói, có thể đi cùng anh Ngô là ký ức đẹp nhất trong đời tôi. Chuyến đi này xem như tôi được mở mang tầm mắt, nhìn thấy được thiên kiêu thật sự. Ngô Bình cười nói, trước đây tôi đã hứa với mọi người là sẽ luyện chế một ít đan dược. Trong tay tôi có rất nhiều đan dược, hai ngày tới tôi sẽ nghiên cứu xem có thể luyện chế được loại đan dược nào thích hợp. Sau đó cậu lấy ra một vài chai nhỏ màu xanh, cậu đã bỏ một ít thần lộ vào trong những lọ này trước rồi, mỗi lọ 30 giọt. Đây là một loại dịch thuốc có thể giúp người tiến hóa, nâng cao mọi mặt, tôi đưa mỗi người một phần. Mỗi lần dùng một giọt, sau đó luyện hóa. Thể chất mỗi người khác nhau, tình hình cũng khác, mọi người cứ thử trước, đừng ham mà dùng nhiều. Mọi người vui mừng, tự mình đến nhận lọ thuốc, liên tục cảm ơn Ngô Bình. Ngay cả Phương Lập cũng có một lọ. Hơn nữa số lượng của ông ta rõ ràng nhiều hơn, bên trong có đủ 100 giọt. Ngô Bình trong lúc nói chuyện với bọn họ thì tiện tay mở điện thoại. Điện thoại vừa mở thì bên trong đã có hơn 100 cuộc gọi nhỡ, và vô số tin nhắn hiện ra. Trước khi tiến vào cấm địa thượng cổ, cậu đã nói với người nhà và Hàn Băng Nghiên, gọi đến nhiều như vậy, chỉ sợ là có chuyện gấp xảy ra thôi. Cậu lập tức đi đến chỗ yên tĩnh, gọi cho Ngô Đại Hưng trước. Bởi vì mấy cuộc điện thoại sớm nhất đều là bố gọi đến. Gọi cả nửa ngày nhưng không ai nghe, cậu lại gọi cho mẹ, nhưng vẫn không ai nghe máy. Bất giác cậu nhíu bầy, bố mẹ đều ở Sơn Trang Hoàng Long, có cao thủ như Liễu Kim Long ở đó, lại có Nghiêm Lãnh Thạch chăm sóc, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu lập tức gọi cho Hàn Băng Nghiên, bên kia nhận máy ngay lập tức. Anh Bình, anh đang ở đâu vậy? Chỉ nói một câu, Hàn Băng Nghiên đã khóc nức nở. Ngô Bình cố gắng giữ giọng điệu mình bình tĩnh, Băng Nghiên, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Anh gọi điện nhưng bố mẹ anh đều không nghe máy. Hàn Băng Nghiên khịt mũi nói, chú bị người ta lừa ra nước ngoài, ở bên đó liên tục đòi tiền chuộc. Lần thứ nhất đưa 30 triệu, bọn họ không thả, lần thứ hai lại đưa 1 tỷ, bọn họ vẫn không thả. Sau mấy lần tống tiền, Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch cũng đã đi qua đó cứu người, nhưng sau khi đi thì vẫn chưa quay.
lại, hơn nữa vẫn không liên lạc được. Bây giờ trong nhà loạn hết rồi, công ty xe taxi cũng bị chuyển sang tên người khác. Còn cả sản nghiệp của Nghiêm Lãnh Thạch, chỉ trong một đêm đã đổi chủ. Đúng rồi, bên chỗ chú Âu Dương cũng bị uy hiếp. Ánh mắt Ngô Bình chợt lạnh lẽo, cậu hỏi, Băng Nghiên, bây giờ em có an toàn không? Hàn Băng Nghiên, em không sao, bây giờ người bên kia vẫn chỉ liên lạc với em, muốn tiếp tục tống tiền. Chú Âu Dương nói trước tiên đừng đưa tiền, đây chỉ là một cái động không đáy, đưa bao nhiêu thì bọn họ cũng sẽ không thả người. Ngô Bình, bố nuôi nói không sai, bọn họ căn bản không thể thả người. Không sao, em đừng sợ, anh về ngay. Sắc mặt Ngô Bình lạnh lẽo quay về phòng khách, thấy vẻ mặt cậu khó coi, Lăng Bộ Phi vội hỏi, anh Ngô, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Bình nói, có người bắt bố tôi, bây giờ bọn họ không ngừng đòi tiền, nhưng không chịu thả người. Bây giờ người bên cạnh tôi đều bị tấn công, tôi cảm thấy có người đang nhằm vào tôi. Trương Tỉnh tức giận nói, bọn họ chán sống rồi sao? Sư huynh, tôi đi cùng anh dạy dỗ bọn họ một trận. Lăng Bộ Phi, đúng. Bọn họ kiếm chuyện với anh Ngô, chính là kiếm chuyện với chúng tôi. Ánh mắt Phương Lập lóe lên sát ý, nói chủ nhân yên tâm, tôi sẽ giải quyết bọn họ. Điền Mỹ Mỹ và Thanh Chỉ cũng nghiến răng nghiến lợi, nói muốn đi cùng Ngô Bình dạy dỗ mấy tên không có mắt kia. Ngô Bình biết, loại chuyện như vậy không tiện đưa theo quá nhiều người, lập tức nói cảm ơn mọi người, nhưng chuyện này tôi có thể giải quyết. Mấy ngày tới, mọi người cứ bế quan tu luyện trước, đợi tôi quay lại luyện đan. Chuyện gấp rút, cậu nói đơn giản một câu rồi chỉ đưa theo Phương Lập rời đi. Dùng độn thuật đi một đường, không lâu sau đã đến nhà Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên đứng trông ngóng ở cửa, bỗng có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, Ngô Bình và một người đàn ông uy nghiêm xuất hiện trước mặt. Anh Bình, cô ấy lao vào lòng Ngô Bình, khóc nức nở. Lúc này vợ chồng Hàn Chí Thành, với cả Âu Dương Chí Viên đều chạy ra, nhận được điện thoại Hàn Băng Nghiên, bọn họ đều vội chạy đến đây. Âu Dương Chí Viễn, Tiểu Bình, bố cảm thấy có người sắp xếp cái bẫy rất lớn, muốn nhổ tận gốc chúng ta. Bây giờ, Liễu Kim Long, Nghiêm Lãnh Thạch đều không có đây, sản nghiệp dưới tên bọn họ lần lượt bị đổi chủ, rất nhiều thuộc hạ làm phản. Tình hình hoàn toàn mất khống chế. Hai ngày gần đây, rất nhiều người của tòa án cũng đến muốn kiểm tra công ty chúng ta, bố cảm thấy bọn họ muốn ra tay với chúng ta ở mọi mặt. Ngô Bình vừa đến, tất cả mọi người đều yên lòng hơn. Âu Dương Chí Viễn lập tức nói ra phán đoán của ông ấy. Ngô Bình lắng nghe cẩn thận, không nói lời nào, đợi mọi người nói xong cậu mới nói, mỗi ngày bọn bắt cóc. Đều liên lạc sao? Âu Dương Chí Viễn, hôm kia vừa gửi 5 tỷ, nhưng bọn họ vẫn không chịu thả người, hôm qua lại bảo chuyển 30 tỷ. Hôm nay, lại gọi đế mấy lần, không ngừng hối chúng ta chuyển tiền. Ngay lúc này, điện thoại Hàn Băng Nghiên vang lên, bên trên hiện ra số từ nước Tống. Hàn Băng Nghiên căng thẳng, vội nói, anh Bình, là bọn họ gọi đến. Ngô Bình cầm điện thoại, nhấn nhận cuộc gọi, bên trong vang lên âm thanh lạnh lẽo, không gửi tiền sao. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ không nhận được tiền, chúng tôi sẽ chặt một bàn tay của Ngô Đại Hưng. Một tiếng không nhận được tiền, sẽ chặt một cánh tay của ông ta. Nếu vẫn không chịu chuyển tiền, tôi sẽ... Tiền thì dễ nói, Ngô Bình nói, các anh ra con số cuối cùng đi. Nếu có thể bỏ ra được thì tôi không đưa thiếu một đồng, chắc chắn không trả giá. Đối phương xứng người, hỏi, anh không phải cô gái kia sao? Anh là ai? Ngô Đại Hưng là bố tôi là Ngô Bình. Đối phương cười ha ha, cuối cùng chính chủ cũng xuất hiện rồi. Tốt lắm, tên họ Ngô, ý của cậu là, chúng tôi muốn bao nhiêu, cậu cũng có thể đưa đủ sao? Ngô Bình, đương nhiên, nhưng các anh chỉ có một cơ hội ra giá. Đối phương hừ một tiếng. Nhóc con, bố mày đang ở trong tay bọn tao, mày đừng có hống hách. Ngô Bình, các anh có thể tùy ý ra giá, sao lại là tôi hống hách chứ? Tên bắt cóc im lặng mấy phút, như đang thương, lượng với người khác vậy. Trong lúc đó, Ngô Bình chỉ yên lặng chờ đợi, khế gật đầu với Phương Lập. Phương Lập lẳng lặng rời đi, bay về phía nước Tống. Thân là cao thủ thần thông hậu kỳ, lại có xuất thân từ Thánh Cổ Đại Lục, độn thuật của anh ta bất phàm. Chỉ mấy phút đã đi vào bên trong nước Tống. Lúc này, Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, cậu phát ra một loại sóng âm. Loại sóng âm này người bình thường không nghe được, nhưng nó có thể thông qua ống nghe đối diện truyền ra khắp trăm dặm. Loại sóng âm này chỉ có tu sĩ thần thông cảnh mới có thể cảm nhận được.
Lúc này, Phương Lập bay trong phạm vi nước Tống, tìm kiếm sóng âm mà Ngô Bình phát qua điện thoại. Lúc này, tên bắt cóc bên kia điện thoại lại nói tiếp, nếu mày đã thoải mái như vậy thì chúng tôi cũng thoải mái vậy, 1.000 tỷ. Chỉ cần bỏ ra 1.000 tỷ, lần này thật sự sẽ thả Ngô Đại Hưng ra. Ngô Bình, 1.000 tỷ sao? Con số này, không thể chuyển qua tài khoản ngân hàng được. Như vậy đi, tôi sẽ đưa số tiền tương đương bằng tiền tiên, các anh thấy thế nào? Bên kia lại im lặng một lúc, trông có vẻ như lại đang thương lượng với người khác. Lần này sau 5 phút, tên bắt cóc nói, nếu là tiền tiên thì cũng được. Nhưng, một tiền tiên, chỉ có thể tính cho mày là 5 triệu. Trên thị trường, một tiền tiên có thể đổi được 10 đến 20 triệu hạ tệ, hơn nữa muốn mua cũng không có. Đối phương đưa ra con số 5 triệu, không khác gì chém Ngô Bình một đao. Không vấn đề, vậy là 200.000 tiền tiên. Các anh nói địa điểm, tôi cử người đưa tiền tiên qua. Đối phương đợi sau 3 phút lại nói tiếp, địa chỉ gửi đến tin nhắn điện thoại. Cho mày một tiếng đồng hồ, đem tiền tiên đến. Không vấn đề, nhưng không thể làm hại bố tôi, nếu không các anh không chỉ không lấy được tiền, mà còn sẽ chết rất khó coi. Tên bắt cóc hừ nặng một tiếng, nhóc con, tao nói rồi, mày đừng có hống hách. Ngô Bình, tôi muốn chắc chắn bố tôi an toàn. Các anh mở điện thoại. Tôi muốn gọi video. Kẻ bắt cóc, không được. Ngô Bình, không được thì thôi, nói rồi cậu cúp máy. Cách mấy phút sau, tên bắt cóc lại gọi đến, lần này là gọi video, Ngô Bình lập tức bắt máy. Điện thoại được mở lên, trong camera là Ngô Đại Hưng bị trói vào ghế sắt, chân ghế hàn chặt xuống đất, trên người có nhiều vết thương, xem ra đã phải chịu khổ. Ngô Đại Hưng đối diện không nhìn thấy cảnh tượng của Ngô Bình. Nhưng ông ấy biết đang gọi video, vội nói, Tiểu Bình, đừng đưa tiền cho chúng không tin tưởng được đâu. Ông ấy còn chưa nói hết thì đã có một người đàn ông che mặt đi đến đấm đá vào người ông ấy, mà Ngô Đại Hưng nghiến răng không rên một tiếng. Ngô Bình, bố, đưa tiền thôi mà, bố yên tâm, lần này chắc chắn họ sẽ không nuốt lời. Ngô Đại Hưng, Tiểu Bình, còn nhớ năm con lớp 9 không? Nhưng đám người đó đã không để Ngô Đại Hưng nói nữa. Lấy điện thoại ra, người che lạnh lùng nói, cậu đã nhìn thấy người rồi, lúc nào thì tiền tiên đến. Ngô Bình, sau khi nhận được địa chỉ, tôi lập tức bảo người đưa đến. Được, mong cậu không lừa bọn tôi, nếu không Ngô Đại Hưng sẽ chết rất thê thảm. Cúp điện thoại xong, Ngô Bình nheo mắt lại, năm lớp 9, trước khi vào cấp 3, cậu và bố từng đi du lịch ở Sài Bắc. Ở đó Ngô Bình đã học cưỡi ngựa, còn làm bạn với một thiếu niên chăn cừu. Người chăn cừu rất hiếu khách, uống say rồi còn bảo Ngô Bình và con trai ông ta kết nghĩa thành anh em. Lúc này Phương Lập quay lại nói, chủ nhân, không tìm thấy ông ấy trong nước Tống. Ngô Bình, ở Sài Bắc, mặc dù Sài Bắc khá rộng nhưng chỉ có mấy thành phố đó, chắc không khó tìm đâu. Cậu nói với Hàn Băng Nghiên, các em ở lại đây đi, đừng đi đâu cả, đợi tin tức của anh. Âu Dương Chí Viễn, Tiểu Bình, con nhất định phải cẩn thận. Bố nuôi yên tâm, đám người này chỉ là đám tôm tép thôi, không gây ra chuyện lớn gì được đâu. Dặn dò vài câu, cậu lập tức đến Sài Bắc với Phương Lập. Từ xưa, Sài Bắc đã là nơi cực kỳ lạnh, có cao nguyên tuyết, sa mạc Gobi, tất nhiên cũng có những đồng cỏ bất tận. Lúc này, Ngô Bình và Phương Lập xuất hiện ở thành phố Hồ, một thành phố nhỏ ở biên giới. Thành phố Hồ có khá ít người sinh sống, chỉ khoảng 1 triệu người, vừa có sa mạc Gobi vừa có là đồng cỏ. Hàng năm đều có rất nhiều người đến đây du lịch nên ngành du lịch và công thương nghiệp tương đối phát triển. Lúc này Ngô Bình đứng trên tầng cao của một tòa nhà mấy chục tầng, cậu đang đợi điện thoại của tên bắt cóc. Quả nhiên nửa tiếng sau cuộc gọi lần trước, tên bắt cóc lại gọi đến, đối phương hỏi, cậu đã bảo người mang tiền tiên đến chưa? Ngô Bình, chẳng phải đã hẹn một tiếng sao? Tôi vẫn đang trên đường đi, nơi anh nói rất xa chỗ tôi, chạy qua đó cần chút thời gian. Này nhóc! Cậu tốt nhất đừng giở trò, nói rồi đối phương lập tức cúp máy. Mấy phút sau, Phương Lập bỗng từ trên không trung rơi xuống, nhẹ nhàng đứng trước mặt Ngô Bình, nói, chủ nhân, tìm được hướng rồi, chúng trói ông ấy vào một cái ghế sắt. 7 người phụ trách canh gác, 4 người ở trong nhà, 3 người ở bên ngoài. Nhưng cách chúng mấy trăm mét có một cái sân nhỏ, bên trong có khí thức của tu sĩ bí cảnh. Ngô Bình gật đầu, đi thôi. Cách thành phố Hồ 350 cây số có một thành phố nhỏ hơn, tên là thành phố Ký. Người mua nhà ở thành phố Kỳ đều là dân chăn nuôi ở gần đó,
mục đích là để tiện cho con đi học. Lúc này, trong một căn nhà riêng ở ngoại ô thành phố Ký, ba người đàn ông đang ngồi trò chuyện trong sân, đột nhiên có tiếng gõ cửa, một người đàn ông đứng ở cửa hút thuốc bước tới hỏi, ai? Tôi, vừa dứt lời, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bị đạp bay khiến người sau cánh cửa văng ra xa, thổ huyết chết. Hai người còn lại vô cùng hoảng sợ, lập tức sờ đến thắt lưng. Thế nhưng tay vào đặt vào phía sau thì đã có hai tia sáng phóng đến chúng vào giữa trán chúng. Đó là hai viên đá, đập vỡ đầu hai người đó, hai người này chết. Người ra tay là Phương Lập, còn Ngô Bình đã vào đến trong phòng, sau khi vài tiếng hét lên, sau đó cánh cửa bị mở ra, Ngô Bình dìu Ngô Đại Hưng đi ra. Sắc mặt Ngô Đại Hưng khá tốt, nhưng trên da có rất nhiều vết thương, ông ấy cười tâu toét, Tiểu Bình, bố biết con sẽ tới cứu bố. Cái đám này đúng là xui xẻo. Ngô Đại Hưng vẫn rất tự tin, ông ấy biết con trai mình có bản lĩnh. Ngô Bình, bố đánh bạc à? Ngô Đại Hưng, con cũng không phải không biết, bình thường bố cũng chơi nhưng chỉ chơi nhỏ thôi. Nhưng lần này không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì mà dần dần bố cược ngày càng lớn. Bố không đem theo nhiều tiền, chúng bèn cho bố mượn. Cứ thế, bố nợ chùn mấy triệu, bố thấy mấy triệu đã nhiều lắm rồi nên sau đó không chơi nữa. Nói đến đây, ông ấy ra vẻ tức giận nói, ai ngờ lãi suất chúng đưa ra cao như vậy, cứ một tiếng lại tăng gấp đôi. Tôi vay cả mấy triệu, nhưng chúng lại bắt bố trả cả trăm triệu. Dĩ nhiên là bố không chịu, chúng be cóc bố luôn. Ngô Bình, con biết rồi, con bảo Phương Lập đưa bố về. Cậu ra hiệu cho Phương Lập rời đi, Phương Lập đến trước mặt, ông cụ, tôi là người bên cạnh chủ nhân, tôi tên là Phương Lập, sau này ông có việc gì có thể sai bảo tôi. Ngô Đại Hưng nói, được, tôi gọi ông là ông Phương nhé. Phương Lập dẫn Ngô Đại Hưng về Trung Châu trước. Ngô Bình quay lại vào trong căn nhà, đánh ngã mấy người bên trong, nhưng đều chưa chết, cậu còn muốn hỏi mấy câu. Một người trong đó vẻ mặt khá hung dữ, mặc dù đeo mặt nạ nhưng Ngô Bình vẫn nhận ra hẳn là tên bắt cóc xuất hiện trong video. Ông chủ của các anh là ai? Ngô Bình hỏi, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Tên bắt cóc nhìn Ngô Bình. Cười nhạo, chúng tôi biết cậu rất mạnh nhưng không có tác dụng, bên bọn tôi cũng có người mạnh vậy. Ngô Bình, vậy thì nói tôi nghe thử xem nhân vật lợi hại bên các anh đi. Tên bắt cóc hừ một tiếng, tỏ vẻ mạnh miệng. Ngô Bình giơ tay bóp chân hẳn lập tức nghe được tiếng giạc, đầu gối hẳn bị gãy, đau đớn khiến tên be cóc kêu thảm thiết. Ngô Bình võ vài cái lên người hắn nói, tôi sẽ khiến anh đau gấp 10 lần, còn đảm bảo anh sẽ không choáng chết. Tên bắt cóc không chịu nổi kêu thảm thiết, giết tôi đi. Ngô Bình lắc đầu, anh sẽ không chết, cho dù anh có chết thật, tôi cũng có thể làm anh sống lại, tiếp tục chịu đau đớn. Đến lúc đó anh sẽ hiểu sâu sắc cái gì gọi là sống không bằng chết. Cuối cùng ánh mắt tên bắt cóc cũng hiện lên vẻ sợ hãi, hắn là một kẻ liều lĩnh, cả đời đã giết hại hàng chục người, hơn nữa rất nhiều người trong số đó đã bị hắn tra tấn đến chết. Bây giờ tất cả những việc đó hiện lên trong đầu hắn. Hẳn đột nhiên tràn ngập sợ hãi. Tôi nói này, cậu cho tôi chết sảng khoái đi, hẳn nghiến răng nói. Ngô Bình, anh tốt nhất nên nói thật, vì cho dù anh không nói, tôi cũng có thể lục tìm ký ức của anh. Cuối cùng tên bắt cóc cũng tuyệt vọng, hẳn biết người trước mặt không phải là người bình thường, mà là một người tu tiên, sao con người có thể đánh nhau với tiên được? Tại sao chủ nhân đứng sau hắn vẫn chưa xuất hiện? Dưới áp lực tinh thần cực lớn và sự đau đớn, cuối cùng hắn cũng ngoan ngoãn nói ra tất cả. Chúng tôi đều gọi là thần công tử. Thần công tử là thiên kiêu của tiên giới, thân phận hiển hách, ngay cả trong mắt một vài lão thần tiên chúng tôi, đều cam lòng làm người hầu của anh ta. Người như vậy, chúng tôi có thể bán mạng vì anh ta, là vinh quang của cả đời của chúng tôi, chết không hối hận. Thân phận cụ thể của thần công tử này, anh có biết rõ không? Suy nghĩ một lúc, Ngô Bình hỏi tiếp. Tên cướp lắc đầu. Không rõ, chúng tôi chỉ biết anh ta có huyết mạch hoàng gia, là nòng cốt của đại giáo. Tên của anh ta, tôi chỉ từng nghe người ta nhắc đến một lần, là thần Vân Đô. Ngô Bình ghi nhớ cái tên này, tiếp tục thẩm vấn. Tại sao thần công tử muốn nhằm vào tôi? Anh ta có thù với tôi sao? Tên cướp lập tức nói, tôi cấp bậc thấp, không biết nhiều, nhưng vừa hay lại biết chuyện này. Thần công tử muốn đối phó cậu, đó là một trong vô số mệnh lệnh, không hẳn là chuyện. Ồ, nói như vậy anh ta không xem tôi ra gì sao, Ngô Bình hỏi. Tên cướp có vẻ kính trọng nói, chuyện lớn mà thần công.
tử muốn làm rất nhiều, chuyện của cậu đương nhiên không tính là gì. Nguyên do anh ta muốn đối phó với tôi là gì? Ngô Bình hỏi. Tên cướp cũng nhiều chuyện, bèn nói, thần công tử phong lưu phóng khoáng, người theo đuổi rất nhiều, trong đó cũng có không ít cô gái trẻ trung xinh đẹp. Có mấy người thần công tử nhìn chúng, nên giữ lại bên cạnh. Có một cô gái trong đó tên Vương Nhiễm, trước đây từng theo thần công tử mấy đêm. Vương Nhiễm kia nói nhà họ Vương cô ấy vốn là đại tộc ở Trung Châu, sau này bị cậu và mấy người khác liên thủ hạ bệ, nên mới cầu xin thần công tử giúp cô ấy, nên mới xảy ra nhất chuyện như vậy. Ngô Bình cũng cạn lời, cậu không ngờ tất thảy mọi chuyện đều là vì một cô gái của nhà họ Vương. Ban đầu Nghiêm Lãnh Thạch vốn định giết sạch tận gốc, không giữ lại mầm họa, chỉ là Ngô Bình cảm thấy không cần thiết, nên giữ lại không ít người nhà họ Vương. Nghiêm Lãnh Thạch và Liễu Kim Long thì sao, cậu hỏi. Hai người này cũng nằm trong kế hoạch, bọn họ bị một cao thủ bên cạnh thần công tử bắt đi, bây giờ đang bị khống chế, muốn ông ta từ từ nhả ra lại mọi thứ đã lấy của nhà họ Vương năm đó, hơn nữa còn phải trả gấp đôi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, nói như vậy, thần công tử chỉ là sắp xếp mọi chuyện, sau đó có một người thực hiện. Không sai, tên Bè Cóc nói, anh ta tên Luyện Tử Đấu, là cấp trên trực tiếp của tôi. Toàn quyền trách nhiệm trong chuyện này. Người như Luyện Tử Đấu, bên cạnh thần công tử có mấy? Chục người, mỗi người đều có năng lực trấn giữ một vùng. Ngô Bình, anh biết Luyện Tử Đấu đang ở đâu không? Tên bắt cóc lắc đầu, thậm chí tôi còn chưa gặp anh ta, bình thường đều có người truyền lời cho tôi. Ngô Bình, vậy thì liên lạc cho anh ta. Tên bắt cóc cầm điện thoại, bấm một dãy số, cuộc gọi được kết nối, có giọng của phụ nữ vang lên. Rất cộc căn, lại có chuyện gì? Ngô Bình lập tức giả giọng tên bắt cóc, nói, xảy ra vài vấn đề, Ngô Đại Hưng không chịu phối hợp, kết quả bị chúng tôi đánh bị thương, vết thương rất nặng, có thể cử người đến chữa trị không? Cô gái vừa nghe thì tức giận nói, một đám ăn hại. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh chết người, các anh điếc cả rồi sao? Ngô Bình, bọn họ xuống tay không biết nặng nhẹ, nhất định tôi sẽ dạy dỗ bọn họ. Cô gái im lặng mấy giây rồi nói, đưa người đến đây. Nếu ông ta mà chết thì các anh cũng sống không nổi đâu. Ngô Bình, đưa đến thế nào? Tôi gửi định vị vào điện thoại cho anh, đưa đến ngay lập tức. Nói xong, cô gái đã cúp điện thoại. Ngô Bình hỏi tên bắt cóc, người nhận điện thoại chính là Luyện Tử Đấu. Tên bắt cóc lắc đầu, cô ta là một trong bốn mỹ nhân bên cạnh Luyện Tử Đấu. Luyện Tử Đấu này cũng noi theo thần công tử. Bên cận nhận đến mấy người đẹp hầu hạ, người vừa nãy làm việc khá tốt, nên giúp Luyện Tử Đấu công việc. Giống như bên tôi, 10 lần thì đến 8 lần là cô ta phụ trách truyền lệnh. Ngô Bình, đi lái xe đi. Ngô Bình kéo tên bắt cóc lên một chiếc xe ngoài sân, anh ta khởi động xe, đi theo định vị trong điện thoại tên bắt cóc. Trên đường, chiếc xe chạy với tốc độ hơn 100 cây số trên giờ, chưa đến nửa tiếng, bọn họ đã đến trước một căn nhà 3 tầng. Trước căn nhà có một sân nhỏ, có mười mấy chiếc xe đậu ở đó, kiểu xe gì cũng đều có mấy chiếc còn là kiểu xe sang cả triệu đô. Xe hai người vừa dừng thì có một cô gái chừng 20 mấy tuổi đi đến, trông không tệ, là kiểu mỹ nữ đầy đặn. Ngô Bình xuống xe, tên bắt cóc cũng đi xuống theo. Cô gái liếc nhìn Ngô Bình, cảm thấy khí chất cậu không giống người bình thường, bất giác nhíu mày hỏi, anh là ai? Ngô Bình nói, tôi là Ngô Bình, Ngô Đại Hưng mà các. Người bắt đi là bố tôi đến tìm Luyện Tử Đấu. Nghe thấy lời này, cô gái lùi lại mất bước, sau đó vung tay lên, bắt anh ta lại. Hai võ giả rõ ràng là cấp bậc luyện khí đi đến, Ngô Bình chẳng buồn liếc nhìn, tay nhẹ nhàng vung lên, hai người kia đã bị gió cuốn bay như bù nhìn vậy, nặng nề đập vào tường, cả tòa nhà cũng chấn động. Ngô Bình dùng thần niệm tìm kiếm, phát hiện vị trí ở tầng 3 có một người khí thế không thấp, cậu nhảy lên không trung. Trực tiếp phá vỡ cửa sổ tầng 3, tiến vào trong căn phòng. Căn phòng này trang trí màu hồng phấn, bên trong có một cái giường rộng hơn 3 mét, dài hơn 5 mét, bên trên có 3 cô gái đang nằm, bày ra đủ loại tư thế, sau đó có một người đàn ông có khuôn mặt còn dài hơn cả lừa đang chuẩn bị làm gì đó. Ngô Bình đột nhiên phá cửa sổ tiến vào, người này giật mình kinh ngạc, vươn tay chỉ vào Ngô Bình, hung hăng nói, mày muốn chết sao? Nào ngờ! Ngô Bình nắm lấy ngón tay anh ta, trực tiếp kéo ra cửa sổ, sau đó ném mạnh anh ta xuống đất. Dầm! Cú ném này, cậu dùng nửa phần sức mạnh, cả người đàn ông đập xuống sàn bê tông, lục phủ ngũ tạng đau đớn,
sắc mặt tái nhợt. Tu vi của anh ta không thấp, nhưng cũng chỉ là bí cảnh tầng 1, hơn nữa trình độ cũng chẳng ra sao, căn cơ cũng không vững. Người đàn ông chính là luyện tử đấu, anh ta không ngừng phun ra máu, máu lại sộc lên cổ họng, sau đó không ngừng ho khan. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt An ta, nhìn anh ta chằm chằm hỏi, anh biết tôi sao? Cô gái kia nhìn thấy người đàn ông của mình không đỡ nổi một chiêu, lập tức biến sức, trốn tránh ở phía xa, nhưng cô ta vẫn nhắc nhở nói, anh ta chính là Ngô Bình. Ngô Bình, sắc mặt luyện tử đấu khó coi, người phụ nữ kia lại dám lừa tôi. Cô ta nói anh không có lai lịch gì lợi hại cả, thực lực cũng bình thường. Bây giờ xem ra, là tôi nhầm to rồi. Ngô Bình, nói hết tiền căn hậu quả cho tôi. Luyện tử đấu biết lúc này nếu không thành thật khai báo thì kết cục chỉ có chết, anh ta không muốn chết, tuy anh ta chỉ là bí cảnh tầng 1, nhưng ở giới thế tục vẫn có thể hô mưa. Gọi gió, ai ai cũng cung phụng anh ta như khách quỷ, anh ta có vô số mỹ nữ hầu ạ, có tiền tài tiêu không hết. Cuộc sống đẹp, đế như vậy. Sao anh nỡ chết được chứ? Luyện tử đấu kể, cũng giống với những gì tên bắt cóc nói, Ngô Bình gật đầu, bây giờ anh gọi điện cho chủ nhân, cứ nói nếu nửa tiếng sau anh ta không mau chóng đến đây thì anh sẽ chết. Sắc mặt luyện tử đấu tái nhợt, nhưng anh ta lập tức cầm lấy một miếng bùa truyền tin. Lúc này, ngọc phù kia bỗng phát sáng, bên trong truyền ra giọng người đàn ông cao cao tại thượng, chuyện gì? Luyện tử đấu liếc nhìn Ngô Bình, nói chủ nhân, cậu Ngô kia xuất hiện rồi. Hiện tại anh ta đang ở bên chỗ tôi. Thực lực anh ta rất mạnh, tôi không phải đối thủ. Cậu Ngô nói, hy vọng chủ nhân có thể đến một chuyến, nếu chủ nhân không thể xuất hiện trong vòng nửa tiếng, anh ta sẽ giết tôi. Thần công tử ở bên kia im lặng mấy giây, sau đó cười lạnh, cậu Ngô. Chính là Ngô Bình kia sao? Luyện tử đấu, vâng thưa chủ nhân. Thần công tử, tốt lắm, tôi dạo này cũng mới biết đến danh tiếng của anh ta cũng có chút lai lịch. Anh nói với anh ta, tôi sẽ đi gặp anh ta. Nói xong, ánh sáng trên lá bùa biến mất, luyện tử đấu hoảng sợ nhìn Ngô Bình, cậu Ngô, tôi đã nói rồi. Ngô Bình ừ một tiếng, hỏi kể về thần công tử đó xem nào, anh ta có lai lịch ra sao? Luyện tử đấu là thuộc hạ làm việc bên cạnh thần công tử, tuy địa vị không quá cao, nhưng cũng biết không ít chuyện, anh ta vội nói, thần công tử là hoàng tử của hoàng triều thần tự lưu lạc đến nhân gian. Nhưng nửa năm trước, anh ấy đã nhận tổ quy tông rồi. Có vẻ như anh ấy đến giới thế tục để hoàn thành sứ mệnh nào đó. Nhưng chuyện cơ mật thế này, tôi cũng không biết được quá nhiều, những chuyện này cũng có mấy phần phỏng đoán. Ngô Bình hứng thú, hoàng tử lưu lạc đến nhân gian. Vậy đó chẳng phải là con riêng sao? Luyện tử đấu nói, có thể hiểu như vậy. Cậu Ngô, cao thủ bên cạnh thần công tử không đếm xuể, tôi khuyên anh nên rời đi đi, nếu không. Ngô Bình, hoàng triều thần tự mà anh nói nằm ở đâu ở tiên giới? Là hoàng triều mạnh nhất vô tự tiên giới, vô tự. Thiên giới trên có đại giáo dưới có tông môn nhỏ, mỗi giáo chủ nắm giữ một phương đều phải được hoàng đế sắc phong và cho phép mới được. Ngô Bình có chút bất ngờ, ồ, hoàng triều thần tự này lại có thế lực lớn như vậy, đến cả thể lực cấp bậc như đại giáo mà cũng bị nó kiểm soát. Luyện tử đấu, tôi là tu sĩ vô tự tiên giới, lần này đi theo chủ nhân đến đây. Là muốn gây dựng sự nghiệp. Ngô Bình, người mạnh nhất bên cạnh thần Vân Đô là ai, anh ta có tu vi gì? Luyện tử đấu, trong giới thế tục không có ai là mạnh tuyệt đối, vì vậy tu sĩ bên cạnh anh ấy mạnh nhất cũng chỉ là thần thông thất cảnh. Thần thông thất cảnh cũng chính là cảnh giới tiểu, thần kiếp, tu sĩ ở cảnh giới này rất khó đối phó. Ngô Bình hỏi xong, lúc này mới bảo luyện tử đấu bò ra từ dưới đất. Cậu chuyển ghế dựa, rồi ngồi xuống trong sân. Những người khác đầu quỳ dưới đất, không dám động. Đây, cậu vừa đợi, vừa lật xem đan kinh do Hoàng Sư Đạo. Để lại, dược liệu của Thánh Cổ Đại Lục và của thế giới này khác nhau rất nhiều. Cùng một vị thuốc, ở Thánh Cổ Đại Lục có thể là thuốc hay, nhưng đến bên này lại trở thành thuốc độc. Bây giờ trong tay cậu đã có dược liệu của Thánh Cổ Đại Lục, cũng có dược liệu của thế giới này, vì vậy cậu nhất định phải hiểu rõ dược liệu của hai bên cùng với đan đạo mới được. Đọc đan kinh một lúc, cậu lần lượt lấy ra một phần dược liệu vào miệng nhai, cảm nhận dược lực ẩn chứa bên trong. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, bỗng có một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng từ phía xa đi đến. 8 kiệu phu đều là cao thủ bí cảnh, bọn họ nâng kiệu rất vững vàng, tốc độ cũng rất nhanh, những chiếc xe được gọi là hạng sang trên thế giới cũng không thể sánh bằng. Hai bên kiệu lần lượt có 4 cao thủ.
Tám cao thủ đều mang hơi thở của tu sĩ thần thông. Kiệu dừng lại cách Ngô Bình không xa, hai cô gái áo vàng đi đến, vén rèm kiệu, bên trong có một người đàn ông thấp bé đi ra. Người này cao chừng 1m6, cằm nhọn, trán khá rộng, tóc hơi thưa, mắt một mí, hàng mày vừa thô vừa ngắn trông như hai dấu chấm hình quả trứng được vẽ trong tranh vậy. Nhìn thấy người được gọi là thần công tử này, Ngô Bình cũng khá bất ngờ. Vốn dĩ cậu nghĩ anh ta dù không phải kiểu ngọc thụ lâm phong, thì ít nhất cũng phải uy phong nghiêm nghị, không ngờ lại có vẻ ngoài thế này. Người đến chính là thần Vân Đô, anh ta nhìn Ngô Bình nói, cậu chính là Ngô Bình, tôi đã nghe ngóng về cậu, biết mọi thứ về cậu. Ngô Bình vẫn thản nhiên ngồi đó, vậy sao, vậy anh nói xem, tôi là ai? Thần Vân Đô lắc đầu, cậu là ai không quan trọng. Quan trọng là sự lựa chọn tiếp theo của cậu, chọn đúng, cậu sẽ một bước lên mây. Chọn sai, kết cục của cậu sẽ rất thê thảm. Không chỉ cậu, mà người nhà, bạn bè cậu đều sẽ thê thảm như vậy. Thần Vân Đô đang đe dọa cậu, nhưng Ngô Bình trước giờ không thích bị người khác đe dọa. Cậu đóng kinh đan lại, lạnh nhạt nói, Hoàng đế thần tự năm đó không cần anh, đúng là có khả năng tiên tri. Với sự ngu xuẩn của các hạ, thực sự không xứng làm thành viên của Hoàng thất. Thời niên thiếu bị vứt bỏ, đây là một cái gai trong lòng thần Vân Đô, vừa chạm đã đau. Lúc này nghe thấy Ngô Bình nói vậy, anh ta bỗng tức giận, hung hăng nói, cậu dám cười nhạo bổn công tử. Ngô Bình cười lạnh, cười nhạo anh, tôi chưa giết anh ngay lập tức đã là nhân từ lắm rồi. Dám động đến người nhà của tôi, anh đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Cho dù anh có thân phận gì, có phải là hoàng tử bị vứt bỏ hay không, hôm nay đều phải trả cái giá cả đời khó quên. Thần Vân Đô hừ một tiếng, bổn công tử vốn còn muốn thu cậu làm thuộc hạ, cho cậu một tiền đồ sáng lạn. Nhưng nếu đã không thức thời vậy thì đi chết đi. Nói xong, sau lưng anh ta có một người đàn ông thấp lùn như trái bí đao chạy ra, người này bụng tròn, đội mũ bát giác, mặc áo bào tím. Người này để rìa mép dài hình chữ bát, anh ta vuốt râu, bước đi hình chữ bát về phía Ngô Bình, vừa đi vừa cười ha ha nói, dám vô lễ với chủ nhân chúng ta, mầu đúng là tội đáng muôn chết. Nhưng ông trời từ bi, tao sẽ khiến mày chết trăm lần mới được. Nói rồi, anh ta vươn tay về phía Ngô Bình. Người này là một cao thủ thần thông tầng 3 phản phát cảnh, thực lực vượt xa tu sĩ bí cảnh. Nhưng Ngô Bình không phải tu sĩ bình thường, cậu tích lũy kinh nghiệm thâm hậu, những người này không thể tưởng tượng hay hiểu nổi. Một cánh tay vung tới đã có một lực hút kinh người xuất hiện. Vốn dĩ tên bí đao lùn này muốn hút Ngô Bình qua, sau đó dạy dỗ cậu một trận. Trong mắt anh ta, Ngô Bình có nhìn thế nào cũng chỉ là tu sĩ bí cảnh, loại nhân vật nhỏ bé như vậy chẳng phải rất dễ hạ gục sao. Nhưng anh ta hút về, Ngô Bình lại lẳng lặng không đổi, còn anh ta thì lại bị phản lực kéo ngược qua. Ngô Bình vung tay đã bóp chặt cổ anh ta, sức lực cấm kỳ mục nát tiến vào thân thể đối phương, tên bí đao lùn lập tức cứng đờ người, sau đó ra rẻ mục rửa nhanh chóng thấy rõ, tiếp đó cả người đều thối rữa, hóa thành cho bụi với tốc độ cực nhanh. Xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt nhìn. Người đã chết này tuy không phải người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nhưng cũng là cao thủ thần thông tam cảnh, người như vậy sao nói chết là đã chết ngay vậy rồi. Anh ta sử dụng tà thuật hay sao? Thần Vân Đô cũng kinh sợ, anh ta lạnh lùng nói, ngây ra đó làm gì? Lên! Thế nhưng, tất cả mọi người đều không động đậy. Dưới ánh mặt trời, trong cái bóng của bọn họ đều có một cái đỉnh đen tuyền ghim xuống đất. Đây chính là một thủ đoạn mở rộng của huyền ảnh gông, định ảnh đinh. Cậu dùng huyền ảnh của bản thân hóa thành những chiếc đỉnh bóng, sau đó đóng chặt bóng của những người này xuống đất. Cứ như vậy, thân thể bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, không thể động đậy. Vẻ mặt mọi người kinh sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thần Vân Đô nhìn Ngô Bình chằm chằm, anh ta không ngờ thủ đoạn của Ngô Bình lại kỳ dị như vậy, tám tu sĩ thần thông anh ta đem đến chỉ trong chớp mắt đã bị khống chế rồi. Tôi đánh giá thấp cậu rồi. Thần Vân Đô hít sâu một hơi, tôi rút lại lời lúc nãy đã nói. Lời đã nói ra như nước đổ đi, anh không rút về được. Ngô Bình nhìn anh ta, bây giờ tôi cũng cho anh một cơ hội, hoặc là quỳ xuống, cầu xin tôi tha thứ. Hoặc là bây giờ tôi giết chết anh. Thần Vân Đô siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, cậu dám bảo hoàng tử quỳ xuống, đúng là to gan. Ngô Bình cười lạnh, hoàng tử. Nếu anh thật sự có thân phận hoàng tử thì sẽ chạy đến giới thế tục làm nhiều chuyện đến như vậy sao? Thần Vân Đô giật thót,
anh ta quả thật không phải là hoàng tử thật, chỉ là người ngoài không biết chuyện này, sao cậu ta lại biết? Ngô Bình, hai chọn một, anh nhanh quyết định đi. Thần Vân Đô nói, cậu Ngô, có thể nói chuyện riêng một lát không? Ngô Bình, được chứ? Hai người đi lên mái nhà, những người khác tiếp tục. Ở lại bên dưới. Thần Vân Đô nói, U Ngô, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đó. Trước khi cậu quyết định có tha thứ cho, tôi hay không, tôi nói với cậu một chuyện trước. Ngô Bình nhìn anh ta nói, anh nói đi. Thần Vân Đô, thật ra mục đích tôi đến thế tục là tìm hoàng tử thật. Ngô Bình rất ngạc nhiên, hoàng tử thật. Thần Vân Đô gật đầu, thật ra tôi giả làm hoàng tử để che giấu mọi người, thu hút hỏa lực về phía tôi. Làm thế thì có thể bảo vệ được hoàng tử thật. Nói rõ hơn đi, Ngô Bình nói. Thế là Thần Vân Đô giải thích cặn kẽ sự việc, thì ra lúc hoàng đế thần tự hiện giờ còn là hoàng tử đã từng ngao du một khoảng thời gian ở thế tục, lúc đó ông ta yêu một người phụ nữ phàm trần, thân mật thể xác với người đó. Sau đó người phụ nữ này sinh cho ông ta một đứa con trai. Nhưng con trai của ông ta chưa đầy một tháng tuổi, ông ta bị ép buộc trở về hoàng triều để kế thừa. Sau khi lên ngôi, ông ta chỉ có thể củng cố hoàng quyền trong tay trước, không còn sức quan tâm đến hai mẹ con ở thế tục. Tất nhiên, ông ta làm thế là để bảo vệ sự an toàn của họ. Chỉ là nhiều năm qua hoàng đế thần tự vẫn luôn không có người thừa kế. Trong nửa năm gần đây, các đại thần và hoàng thân quốc công đều thỉnh cầu hoàng đế lập thái tử. Nhưng ứng cử viên cho vị trí thái tử mà họ đề cử đều là các thế lực lớn chọn ra từ trong hoàng tộc. Dĩ nhiên hoàng đế không muốn phong con cháu của người khác làm thái tử, nên ông ta muốn đón đứa con trai được sinh ra lúc mình còn là vương gia về. Nhưng không được để người ngoài biết chuyện này nên đã phái một nhóm người cố tình giả làm con của hoàng đế để gây rối dư luận. Thần Vân Đô là một trong số đó, thật ra Thần Vân Đô cũng không phải là tên của anh ta, mà là tên của hoàng tử thật kia. Ngô Bình, các anh không biết hoàng tử đang ở đâu à? Anh ta lắc đầu, bây giờ vẫn chưa rõ, hai mẹ con đó đã mất tích 7 năm rồi. Tôi đã điều tra mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có manh mối. Hoàng đế muốn tìm đứa con trai này, sau đó lập anh ta làm thái tử. Đúng thế, hoàng đế không muốn chuyển cơ nghiệp của mình vào tay người ngoài. Thân là hoàng đế, sinh con trai khó thế sao, Ngô Bình cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Thần Vân Đô, có một tin đồn, hoàng đế từng bị nguyền rủa, tất cả con của ông ta đều sẽ chết trong bụng mẹ. Ngô Bình trầm tư suy nghĩ, nói thế tức là có người âm mưu hại hoàng đế khiến cho hoàng đế không có hậu duệ, chỉ là kẻ bày mưu không ngờ trước đó hoàng đế từng có một đứa con trai. Anh tên gì thế, cậu hỏi người có tên giả Thần Vân Đô này. Nhan Bình Triều, đối phương nói. Hôm nay tôi tha cho anh, nhưng anh cũng phải trả giá, Ngô Bình nói. Nhan Bình Triều vội nói, cậu Ngô, hoàng đế phái tôi đến đây thật ra còn có một nhiệm vụ bí mật khác. Ngô Bình nhìn anh ta, nhiệm vụ của anh có liên quan gì đến tôi? Nhan Bình Triều vội nói, sở dĩ năm đó hoàng đế có thể xưng đế là vì ông ta đã đến một nơi, lấy được một tia hoàng khí ở đó, mà tôi thì biết nơi đó. Hoàng khí, Ngô Bình suy ngẫm. Đúng thế, trong đó có hoàng khí mà thánh hoàng xưa kia để lại, hoàng đế chỉ hấp thu một ít. Sau đó thành công lên ngôi. Bởi vì hoàng khí tương đương với khí vận của cả tộc người. Ngô Bình, anh biết Thánh Hoàng. Nhan Bình Triều, nghe nói ở thời đại cổ xưa, Thánh Hoàng từng xuất hiện ở nhân gian, cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm. Nói tôi biết nơi có hoàng khí đó xem, đây là cái giá anh muốn đưa. Nhan Bình Triều cười khổ, cậu Ngô, nói cho cậu bí mật này là tôi đã mạo hiểm tính mạng rồi. Ngô Bình hỏi, vẫn không đủ. Nhan Bình Triều thở dài, cậu Ngô còn muốn tôi thế nào nữa? Hoàng triều thần tự lớn mạnh như vậy, quyền uy của hoàng đế to như trời. Anh được ông ta phái đến chắc cũng có thể liên hệ được với ông ta. Nhan Bình Triều chớp mắt, cậu Ngô muốn gặp hoàng đế. Ngô Bình, cũng không chắc. Hoàng đế phái anh đến làm nhiệm vụ thì chắc đã cho anh không ít tài nguyên nhỉ. Nhan Bình Triều biến sắc, đây là điều anh ta sợ nhất. Sở dĩ anh ta đến thế tục là vì nguồn tài nguyên khổng lồ mà hoàng đế đưa ra. Nhiệm vụ của anh ta không chỉ là tìm hoàng tử, mà còn là tạo ra một thế lực siêu cấp trong thế tục. Tuy nhiên, để tránh gây chú ý, hoàng đế không phái bất kỳ ai đi giúp anh ta, thứ ông ta có thể cho. Chỉ có tài nguyên, nắm chắc được những tài nguyên này, Nhan Bình Triều mới có thể lập nghiệp. Chuyện này, vậy là có rồi, tôi không cần nhiều,
anh chia một nửa tài nguyên đó cho tôi tha cho anh, Ngô Bình nói. Nhan Bình Chiều cười khổ, cậu Ngô, tôi chỉ có một ít tài nguyên, nhưng đó là phần thưởng hoàng đế bảo tôi đi làm việc, tôi thật sự không thể chia cho cậu một nửa. Ngô Bình không nói gì, Nhan Bình Chiều cắn răng nói, cậu Ngô, hay là chúng ta hợp tác nhé? Ngô Bình nhìn anh ta, hợp tác cái gì? Nhan Bình Chiều thở dài, đã đến bước này rồi, tôi cũng không giấu nữa. Hoàng đế còn có một nhiệm vụ khác, đó là thiết lập một thế lực trong thế tục, sau này thế lực này sẽ phục vụ cho hoàng tử điện hạ. Ngô Bình không có hứng thú với thế lực gì đó, cậu hỏi tiếp, hoàng đế đã cho anh bao nhiêu tài nguyên? Nhan Bình Chiều hít sâu một hơi nói, tài nguyên khổng lồ, hơn nữa chỉ cần lấy được thành tích thì sau đó muốn bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu. Mắt Ngô Bình sáng rực, hoàng đế bảo anh làm thế chỉ là vì phục vụ cho hoàng tử. Nhan Bình Chiều lắc đầu, tôi cũng không rõ, tư duy của người đứng đầu không phải là thứ tôi có thể hiểu. Ngô Bình, anh nói hợp tác là hợp tác thế nào? Tôi muốn xây dựng thế lực này thì phải tuyển người và làm nhiều việc, người của cậu Ngô có thể vào đó. Đồ tôi mua cũng có thể mua lại với giá cao từ chỗ cậu. Ngô Bình, vậy thì hiện giờ thứ anh cần nhất là gì? Đan dược, Nhan Bình Chiều nói, đan dược hoàng thất có đặc tính quá rõ ràng nên tôi phải mua từ bên ngoài mới được. Nếu cậu có thể cung cấp đan dược, hơn nữa chất lượng đủ tốt, giá cả có thể thương lượng. Ngô Bình động lòng, đan dược chẳng phải là thứ cậu am hiểu đó sao? Nếu là đan dược cao cấp, anh cũng có thể mua với số lượng nhiều. Nhan Bình Chiều nói, tôi đã nói rồi, tiền không phải là vấn đề, hơn nữa càng hiếm, càng chân quý thì bên trên càng dễ phê duyệt đưa tiền ra. Ngô Bình nhìn anh ta, trên anh còn có người phê duyệt nữa à? Nhan Bình Chiều nói, chuyện này rất bình thường, nếu không được chấp thuận, chẳng phải những tài nguyên này là của tôi sao? Hơn nữa bên ngoài còn có mấy người tranh giành với tôi, ai trong bọn tôi có năng lực hơn thì sẽ có được nhiều tài nguyên hơn. Ngô Bình suy ngầm một lúc rồi nói, anh muốn đan dược quý, tôi có thể cung cấp cho anh, hơn nữa đảm bảo cấp trên của anh hài lòng. Mắt Nhan Bình Chiều sáng lên nói, được, chỉ cần cậu Ngô có đan dược tốt, tôi có thể tăng giá lên gấp. Mấy lần? Ngô Bình, ngoài đan dược, anh còn cần gì không? Nhân tài, Nhan Bình Chiều nói, bây giờ tôi thiếu nhân lực, nhất là cao thủ cảnh giới thần thông. Ngô Bình nghĩ đến Phương Lập. Nói, tôi có thể chọn vài người giúp anh. Mắt Nhan Bình Chiều sáng lên, cậu Ngô là người tu luyện của thế tục, hiểu rõ nơi này hơn tôi nhiều, có cậu Ngô giúp thì tôi nhất định có thể làm được. Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch đang ở đâu? Ngô Bình nhìn anh ta hỏi. Nhan Bình Chiều lập tức nói, cậu Ngô yên tâm, hai người này đều bị tôi khống chế không sao cả, tôi lập tức bảo người thả họ đi, đồng thời tôi sẽ trả lại tất cả những gì tôi có được. Ngô Bình, lần này đối phó với Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch, bên Trung Châu cũng có người tham dự nhỉ. Cậu biết rất rõ nếu không có sự giúp đỡ của những người nắm rõ tình hình Trung Châu, Nhan Bình Chiều sẽ không bao giờ ra tay nhanh như vậy, thậm chí còn cướp cả công ty taxi của bố cậu. Nhan Bình Chiều, có vài gia tộc ở Trung Châu nghe. Nói tôi muốn động vào Liễu và Nghiêm thì lập tức chạy đến cùng lên kế hoạch, đưa người đến hỗ trợ. Nói thật. Tôi thậm chí còn chưa làm gì thì họ đã giúp tôi làm cho. Xong rồi. Ngô Bình híp mắt, xem ra họ rất nhiệt tình, tôi nhất định sẽ báo đáp đàng hoàng mới được. Nhan Bình Chiều nói, đúng thế, đám người này rất đáng ghét, tôi chỉnh đốn họ thay cậu Ngô. Không cần đâu, Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh đưa danh sách cho tôi. Nhan Bình Chiều dặn dò người bên dưới, chưa đến 20 phút sau. Liễu Kim Long và Nghiêm Lãnh Thạch cả người đầy vết thương được đưa đến trước mặt hai người. Nhìn thấy Ngô Bình, Liễu Kim Long vô cùng hổ thẹn nói cậu Ngô, là tôi làm không tốt. Nghiêm Lãnh Thạch càng áy náy hổ thẹn, quỳ xuống đất tôi không bảo vệ chủ nhân chu toàn, chủ nhân cứ trách phạt. Ngô Bình nói, chuyện này không trách hai người được, đối phương có lai lịch khá lớn, hai người không có sức đối phó. Nhan Bình Chiều cười nói, hai vị, bây giờ tôi và cậu Ngô đang hợp tác. Chuyện trước đó đã đắc tội rồi. Liễu Kim Long hừ một tiếng, hỏi cậu Ngô, bên Trung Châu có một đám người nhân lúc này đánh cướp, chúng ta nhất định phải đánh trả. Ngô Bình, đây là điều đương nhiên, các người về trước chuẩn bị hành động cho tối nay. Sau khi hai người ra ngoài, Ngô Bình xin giấy bút rồi viết các loại đan dược lên đó. Năm loại đan dược này đều sử dụng dược liệu trong vườn thuốc này, cũng cần sử dụng các bài thuốc trong sách luyện đan. Thế nên các thầy luyện đan khác không thể luyện chế.
Điều này khiến cho năm loại đan dược mà cậu cung cấp rất khan hiếm, trên thế giới này chỉ có cậu mới có thể luyện chế được. Nhan Bình Chiều mỉm cười cầm lấy công thức đan dược, thật ra anh ta không ngờ Ngô Bình có thể cung cấp một loại đan dược quý hiếm như vậy, dù sao ở tiên giới chỉ cần chịu đưa tiền thì đan dược gì mà không mua được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tác dụng của phương thuốc đầu tiên, anh ta sửng sốt, hai tay nắm lấy tờ giấy, sau đó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, cậu Ngô, đan này có tồn tại thật sao? Hóa ra loại phương thuốc đầu tiên mà Ngô Bình viết có tên là cửu chuyển thiên tâm đan. Loại đan dược này có thể tăng sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Độ hòa hợp càng cao thì con đường tu hành sẽ đi càng xa, qua đó gián tiếp nâng cao tư chất của mình. Chẳng hạn như thánh súc, quá trình này cũng có yêu cầu cực cao về khả năng hòa hợp. Nếu một người uống cửu chuyển thiên tâm đan này thì hiệu quả của thánh súc có thể được tăng lên rất nhiều. Vốn dĩ chỉ có thể mở được một hoàng mạch, có thể sẽ mở được hai tử mạch vì tác dụng của cửu chuyển thiên tâm đan. Bởi vì điều này, khi nhìn thấy loại đan dược này, Nhan Bình Chiều không dám tin đây là một đan dược thật, dù sao mặc dù ở tiên giới cũng có loại đan dược tương tự nhưng hiệu quả lại kém xa. Hơn nữa không phải ai cũng có thể mua được loại đan dược này, nó bị vài thế lực siêu cấp chiếm độc quyền, người ngoài có tiền cũng không thể mua. Dù có thể mua được cũng cần tốn gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần mới có thể mua. Ngô Bình, đương nhiên, trong 3 ngày, anh có thể mở mang tầm mắt về cửu chuyển thiên tâm đan. Nhan Bình Chiều hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn bốn loại đan dược còn lại, vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn. Anh ta cất phương thuốc vào rồi hỏi, nếu cậu Ngô có thể cung cấp 5 loại đan dược này thật thì dễ bàn giá cả. Ngô Bình, vài ngày nữa tôi sẽ đưa đan dược đến, anh cũng hỏi cấp trên của anh về giá của mấy loại đan dược này. Nhan Bình Chiều nói câu Ngô yên tâm, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Hoàng khí đang ở đâu? Ngô Bình hỏi. Nhan Bình Chiều nói, dưới Đào Sơn. Ngô Bình, Đào Sơn ở đâu? Nhan Bình Chiều, ngọn núi này bình thường bị che lấp, 30 năm mới xuất hiện một lần, còn một thời gian nữa mới xuất hiện trở lại. Hơn nữa, mỗi lần Đào Sơn xuất hiện đều có vị trí khác nhau, nhưng tôi có thể nói quy luật cho cậu Ngô nghe. Ngô Bình nhíu mày, đây là bí mật mà anh nói à? Nhan Bình Chiều nghiêm nghị cậu Ngô, đây là bí mật tuyệt đối, rất ít người biết. Tôi cũng là vì chị mình là cung nữ thân cận của bệ hạ hoàng đế nên mới biết chuyện này. Ngô Bình, thế nên anh cũng muốn có được hoàng khí. Nhan Bình Chiều cười khổ, chỉ có người may mắn mới có được hoàng khí, sao tôi dám ảo tưởng vậy được. Nhưng nếu tôi có thể nói bí mật này cho những người như cậu Ngô thì sẽ có kết cục tốt. Tôi mong sau này cậu Ngô sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ, đừng quên tôi. Ngô Bình nhìn chằm chằm anh ta, nửa tin nửa ngờ với lời nói của anh ta. Nhưng Nhan Bình Chiều lại lấy một tấm bản đồ ra, trong đó gồm một phần lãnh thổ của Đại Hạ và nước Tống, trên đó có 12 điểm được đánh dấu. Nhan Bình Chiều, 12 điểm này là nơi Đào Sơn từng xuất hiện trước đó. Cậu có để ý thấy nếu cậu nối á ồ những điểm xuất hiện này thì nó sẽ trở thành một đường y gạch dưới cong rất mượt mà. Hơn nữa, khoảng cách xuất hiện giữa các điểm cũng bằng nhau. Thế nên tôi đoán tiếp theo lần Đào Sơn xuất hiện tiếp theo chắc là ở đây. Anh ta chỉ vào một điểm trên bản đồ, Ngô Bình nhìn ép qua, điểm đó nằm ngay trong một khu rừng nguyên sinh ở biên giới giữa nước Tống và Đại Hạ. Quỹ đạo của Đào Sơn dễ bị phát hiện như vậy, chắc. Cũng có rất nhiều đoán được, cậu nói. Nhan Bình Chiều lắc đầu, không, rất ít người biết và nhìn thấy Đào Sơn. Mỗi lần Đào Sơn xuất hiện, chỉ có 12 người trên thế giới có thể nhìn thấy. Khi đó, Hoàng đế Bệ Hạ là một trong những người có thể nhìn thấy Đào Sơn. Ngô Bình khá ngạc nhiên, chỉ có mười mấy người có thể nhìn thấy Đào Sơn. Nhan Bình Chiều, đúng thế, nghe nói ai nhìn thấy Đào Sơn thì sẽ có được cơ duyên. Cơ duyên này có 12 phần, mỗi lần đưa ra một cơ hội thì sẽ mất đi một cơ hội. Cuối cùng, chỉ có 12 người có được cơ hội này có thể vào thăm dò Đào Sơn. 12 người đều có thu hoạch. Vậy thì tôi không rõ, dù sao bọn tôi biết khá ít về chuyện bí mật này. Ngô Bình gật đầu, sau đó cậu về biệt thự Hoàng Long. Lúc này Hàn Băng Nghiên, Âu Dương Chí Viễn đều ở đó. Ngô Đại Hưng không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là được. Nghiêm Lãnh Thạch và Liễu Kim Long mặt đầy sát khí, Ngô Bình vừa đến, Nghiêm Lãnh Thạch nói, chủ nhân, mọi thứ đã xong, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đã điều tra kỹ rồi, Ngô Bình hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch, có 7 thế lực tham gia vào việc đối đầu với chủ nhân lần này.
trong đó có 5 thế lực là các gia tộc quyền thế ở địa phương, 2 thế lực là các tập đoàn tài chính tương đối có tầm ảnh hưởng. Ngô Bình, tối nay chúng ta sẽ tiêu diệt hết toàn bộ 7 gia tộc này và đuổi chúng ra khỏi Trung Châu. Ngoài ra, tất cả những kẻ chủ mưu liên quan cũng sẽ bị tiêu diệt. Toàn bộ tài sản của 7 gia tộc sẽ đưa vào quỹ từ thiện dành cho người dân Trung Châu. Liễu Kim Long, lấy của dân mà dùng cho dân thì tốt quá. Những chuyện này không cần Ngô Bình phải đích thân ra tay, sau khi dặn dò một lượt, cậu cùng Hàn Băng Nghiên ở nhà vừa chờ tin tức vừa luyện đan dược. Trong 5 loại đan dược mà cậu cung cấp có một loại tên là Phi Long Bảo Tương Đan, đan dược này có thể giúp các tu sĩ thay đổi khí cơ, giúp cơ thể càng được trời đất, thiên nhiên ủng hộ. Có một số người vừa sinh ra đã là con cưng của trời, làm chuyện gì cũng suôn sẻ, may mắn. Thể chất của những người đó dễ quy tụ khí tức có lợi trong trời đất hơn, nhờ đó mà con đường tu hành cũng thuận lợi hơn. Loại đan dược này còn hiếm hơn cả loại thứ nhất cửu chuyển thiên tâm đan, có công hiệu nghịch thiên cải mệnh. Đấy là loại đan dược quý hiếm mà có tiền cũng khó mua được. Nếu không phải Ngô Bình có đan phổ thì cũng khó luyện được loại đan dược này. Ngô Bình tìm đủ đan dược và bắt đầu luyện Phi Long Bảo Tương Đan. Loại đan này dùng một loại dược liệu rất quý đó là cỏ phi long. Loại thuốc này có chứa năng lượng cực mạnh, sau khi uống nó sẽ giống như rồng đang bay, rất khó khống chế. Điều này cũng khiến việc luyện chế Phi Long Bảo Tương Đan trở nên cực kỳ khó, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ thất bại ngay. Ngô Bình ngẫm trước trong đầu 2 lượt rồi mới chính thức luyện đan. Cậu cho cỏ phi long vào lò đan chưa được một lúc thì lò đan bỗng dưng vang lên một tiếng am, một luồng sức mạnh lớn tuôn ra, phá tan hết những dược lực của những thảo dược mà Ngô Bình đã luyện trước đó, lửa trong lò tắt hẳn, bốc lên 2 luồng khói đen. Ngô Bình chau mày, sức mạnh của cỏ phi long mạnh quá, những đan dược khác vốn không thể chịu nổi, làm sao để luyện loại đan này đây? Cậu thử liên tục 3 lò, hết lần này đến lần khác thất bại. Dù cậu thay đổi phương pháp thế nào thì sức mạnh của cỏ phi long vẫn phá tan dược lực của những loại thảo dược khác. Có điều, những lần thất bại này cũng giúp cậu sáng dạ ra, cậu nghĩ ra một cách có thể khống chế sức mạnh của cỏ phi long, đó là đan trận. Trong giới thầy luyện đan, không được mấy người hiểu về đan trận, rất nhiều quá trình luyện đan đều cần sự hỗ trợ của đan trận, nhưng muốn xây dựng được một đan trận tốt thì lại không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu sử dụng đan trận không đúng thì không chỉ không có tác dụng hỗ trợ mà ngược lại còn giảm chất lượng của đan dược. Đến lò thứ 4, hai tay của Ngô Bình không ngừng dùng pháp quyết, bí ấn được ngưng tụ từ mấy chục loại bí lực được cậu truyền vào trong lò đan, rồi từ từ ngưng tụ thành một bí trận. Bí trận này là đan trận được cậu nghiên cứu từ cỏ phi long, chuyên dùng để khống chế sức mạnh của cỏ phi long. Khi cho cỏ phi long vào lò, sức mạnh đó vừa xuất hiện thì đã bị đan trận khống chế ngay. Cuối cùng thì mấy loại đan dược cũng bắt đầu dung hợp với nhau và xảy ra thay đổi kỳ diệu. Chỉ là đan trận của Ngô Bình xuất hiện đã khiến quá trình dung hợp của dược lực xảy ra vài biến đổi nhỏ. 15 phút sau, Ngô Bình võ nhẹ lên lò đan thì liền có 3 luồng sáng vụt ra, chúng bị cậu bắt lấy thì biến thành 3 viên phi long bảo tương đan. 3 viên đan dược có màu xám, phẩm chất rất kém, rõ ràng là bí trận đã ảnh hưởng đến hiệu quả luyện đan. Đan dược hạ phẩm. Ngô Bình chau mày, tiếp, tục hoàn thiện bí trận. Lò thứ 5, cậu điều chỉnh nhẹ đan trận, kết quả phẩm chất của đan dược đã được nâng cao rất nhiều, đạt đến trung thượng phẩm. Cậu tiếp tục cải tiến lò thứ 6, tiếp tục điều chỉnh, cuối cùng luyện được 4 viên phi long bảo tương đan thượng phẩm. 8 giờ tối, Nghiêm Lãnh Thạch và Liễu Kim Long về đến Hoàng Long Sơn Trang, trên người họ đều có mùi máu, sát khí trong ánh mắt vẫn chưa tắt hẳn. Cậu chủ, đã xử lý xong mấy gia tộc đó, những thuộc hạ trước đây phản bội chúng ta cũng đã bị trừ khử hết. Nghiêm Lãnh Thạch nói, chắc chắn sau này sẽ không có chuyện tương tự như thế xảy ra nữa. Ngô Bình ừ một tiếng, hỏi Trung Châu phản ứng thế nào. Liễu Kim Long, những người vốn chỉ muốn hóng chuyện đều tỏ thái độ tốt vì sợ bị vạ lây. Nghiêm Lãnh Thạch, qua hành động lần này, các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu sẽ không còn ai dám đắc tội với nhà họ Ngô nữa. Ông ta nói xong thì lấy ra một danh sách, nói cậu chủ, sau khi mấy nhà đó bị tiêu tất cả tài sản đều được viết ở đây. Ngô Bình không thèm nhìn, nói, sung hết vào quỹ từ thiện, ông tự xử lý. Vâng. Cậu lấy ra 2 viên phi long bảo tương đan trung thượng phẩm đưa cho 2 người họ, mỗi người 1 viên rồi nói, loại đan dược này có thể thay đổi khí chất và cuộc sống của 2 người, thử đi.
Hai người họ vui mừng đưa hai tay ra nhận đan dược rồi hỏi khi nào được uống. Ngô Bình bảo họ uống ngay, sau đó qua phòng bên cạnh ngồi thiên điều hòa hơi thở. Ngô Bình cũng chưa có được cái nhìn trực quan về tác dụng của loại đan dược này, vừa hay nhân cơ hội quan sát thử. Mấy hôm nay Ngô Bình đều ở nhà nên đã luyện được một số đan dược cho bố mẹ và Hàn Băng Nghiên, giúp họ tăng cường sức khỏe và chống lão hóa. Anh Bình, mấy ngày nay Đào Thành tìm anh mãi nhưng không liên lạc được với anh. Cậu ấy tìm anh làm gì? Ngô Bình hỏi, cậu đã không liên lạc với cậu em này một thời gian rồi, cũng không biết tình hình gần đây của cậu ta thế nào. Cậu ấy không nói, nhưng có vẻ rất gấp. Ngô Bình hừ một tiếng, nói, nhất định tên nhóc này lại gây họa nữa rồi, nếu không thì cậu ấy sẽ nhớ đến anh chắc. Ngô Bình vừa dứt lời thì điện thoại liền reo, Đào Thành đang gọi đến. Cậu vừa bắt máy thì Đào Thành ở đầu kia đã reo lên, đại ca, cuối cùng cũng gọi được cho anh rồi. Ngô Bình, có chuyện gì? Đào Thành thở dài, đại ca, em mới quen bạn gái, cô ấy đến từ tiên giới. Mấy ngày trước cô ấy phát hiện mình đã có thai và quyết định sinh con. Khoan đã, Ngô Bình vội hỏi, cậu nói bạn gái cậu có thai rồi sao? Đào Thành, đúng thế, em cũng rất đau đầu, dù sao thì em cũng mới 18, không dám nói chuyện này với bố mẹ. Ngô Bình, vậy cậu tìm tôi làm gì? Đào Thành, bố mẹ bạn gái em không đồng ý, anh trai cô ấy đã từ tiên giới chạy đến, tìm giết em khắp nơi. Lần trước suýt chút em đã bị anh ta đánh chết, bạn gái em cũng đã bị đưa đi rồi. Ngô Bình, bạn gái cậu có thân phận thế nào? Đào Thành, bố mẹ cô ấy là tông chủ Thiên Nhạc Tông, tông môn nhị phẩm. Ngô Bình, nghĩa là cậu đã làm bụng con gái của tông chủ to lên rồi. Đào Thành cười he he, đại ca, đừng nói khó nghe như thế, gì mà làm cho to, hai đứa em yêu nhau thật lòng. Ngô Bình, như nhau cả thôi. Đào Thành, đại ca, bây giờ em không còn chỗ nào. Trốn nữa, anh vợ em quyết tâm muốn giết chết em. Anh cứu em với. Ngô Bình, tôi đang ở Hoàng Long Sơn Trang, cậu đến đây đi. Đào Thành vui mừng, cảm ơn đại ca. Ngô Bình cười khẩy, cần cứu mạng thì mới nhớ ra tôi là đại ca của cậu à. Đào Thành cười gượng gạo, chẳng phải đại ca bận sao, gần đây em không dám làm phiền anh. Em sẽ qua ngay. Ngô Bình tắt máy thì nghe phòng bên có tiếng động lạ. Mấy phút sau Nghiêm Lãnh Thạch ra ngoài trước. Lúc này vẻ ngoài của Nghiêm Lãnh Thạch không có gì khác biệt với trước đó nhưng vóc dáng lại cao và ốm hơn, khuôn mặt cũng có thay đổi chút ít. Những thay đổi nhỏ đó đã khiến khí chất của ông ta khác hẳn so với trước đây. Trước đây mặt Nghiêm Lãnh Thạch khá lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác rất xa cách. Nhưng bây giờ, Nghiêm Lãnh Thạch lại khiến người ta cảm thấy rất tươi mới và dễ chịu. Nghiêm Lãnh Thạch không hề cảm nhận được những điều đó, ông ta chỉ cảm thấy cơ thể mình hài hòa hơn. Tâm hồn cũng thoải mái hơn. Ngô Bình gật đầu, khá lắm, xem ra hiệu quả của Phi Long Bảo Tương Đan không tồi. Lúc nãy Nghiêm Lãnh Thạch không hỏi kỹ về công hiệu của đan dược nên tò mò hỏi, cậu chủ, đây là đan dược gì? Sao tôi cảm thấy tinh thần của mình khác hẳn so với trước đây thế? Phi Long Bảo Tương Đan, Ngô Bình nói, nó sẽ khiến cho khí tức của ông càng gần với thiên đạo tự nhiên hơn, từ đó sẽ tu hành dễ dàng hơn. Nghiêm Lãnh Thạch tròn mắt. Không ngờ lại có công hiệu thần kỳ đến thế. Ngô Bình, hiệu quả của đan dược này không phải nhất thời gian càng lâu thì ông càng nhận ra được lợi ích mà nó mang lại. Sau đó, Liễu Kim Long cũng bước ra, tình trạng của ông ta cũng tương tự như Nghiêm Lãnh Thạch, khí chất trên người đã thay đổi hẳn. Sau khi Liễu Kim Long biết được hiệu quả thần kỳ của đan dược thì cũng vô cùng bất ngờ, vội vái lại cảm ơn Ngô Bình. Chính vào lúc đó, một bóng người đáp xuống ngoài cửa. Đào Thành hoảng hốt đẩy cửa chạy vào. Cậu ta nhìn quanh, khi thấy Ngô Bình thì vội chạy qua, nói, lão đại, anh ta đã đuổi đến rồi. Ngô Bình nhìn Đào Thành và lắc đầu liên tục, nói cậu bị anh vợ truy sát, phải chăng là vì còn làm chuyện gì khác nữa? Đào Thành hơi ngượng ngùng, nói em họ của bạn gái em vừa gặp em đã thích, cứ đòi theo em nên em. Ngô Bình cười khẩy, vì vậy cậu cũng làm cho con nhỏ có bầu rồi. Đào Thành vội phất tay. Không có, không có, chúng em chỉ ở bên nhau mấy ngày thôi. Ngô Bình thở dài, nếu cậu là ông anh vợ đó thì cậu cũng sẽ đánh chết tên khốn này. Một âm thanh lớn vang lên bên ngoài, mặt đất rung chuyển nhẹ. Đào Thành tái mặt, anh ta đến rồi. Phương Lập là người đầu tiên xông ra, hỏi với giọng nặng nề, ai đó?
Đối phương lạnh lùng đáp, giao Đào Thành ra đây thì sẽ tha chết cho các người. Cũng lớn giọng đấy, Phương Lập hừm một tiếng rồi lập tức xuất chiêu từ hai bên. Ngô Bình không ra ngoài, cậu cầm cốc trà lên uống một ngụm, bình thản hỏi, anh vợ cậu có tu vi thế nào? Thần thông tam cảnh, Đào Thành đáp. Đến cả thần thông tam cảnh cũng đánh không lại, gần đây cậu đã làm gì? Không tu luyện sao? Đào Thành cứng miệng, lão đại, anh tưởng ai cũng giỏi được như anh sao? Em đã tu luyện được đến bí cảnh tầng 5 trong thời gian ngắn như thế đã lợi hại lắm rồi. Nhưng dù như vậy thì em vẫn không đánh lại được thần thông tam cảnh. Ngô Bình, trước hết cậu đừng chạy lung tung nữa, đợi lát tôi sẽ đưa cậu đến chỗ này. Đào Thành vội hỏi, đi lánh mặt sao? Lánh mặt gì, lát nữa ông anh vợ đó của cậu sẽ ngoan ngoãn nhìn nhận cậu thôi. Chính vào lúc đó, bên ngoài bỗng trở nên yên lặng, Phương Lập kéo theo một người bước vào. Người đó cao to tuấn tú, nhưng đã bị thương nặng, mặt trắng bệch, miệng và mũi đều không ngừng chảy máu. Phương Lập vứt anh ta lên nền đất, nói cậu chủ, có cần giết chết anh ta không? Ngô Bình, dù sao thì cũng là anh vợ Đào Thành, sao có thể giết được? Người đó vừa buồn vừa giận, anh ta không ngờ đằng sau tên khốn nạn Đào Thành còn có cao thủ chống lưng. Tôi là thiếu tông chủ của Thiên Nhạc Tông, Nhạc Cương Cực. Ngô Bình, tôi còn tưởng là thế lực ghê gớm nào. Nữa, thì ra là một tông môn nhỏ nhị phẩm, ai đã cho anh lá gan lớn đến mức dám truy sát đệ tử của Thái Hoàng Giáo? Nhạc Cương Cực ngây ra, Thái Hoàng Giáo. Ngô Bình, Đào Thành là đệ tử kiếm các của Thái Hoàng Giáo, còn tôi là trưởng lão của kiếm các. Nhạc Cương Cực tròn mắt, tên nhóc này là đệ tử của đại giáo, sao có thể chứ? Nếu là thật thì sao sau đó lại không nói? Đào Thành ngơ ngác, nói, lão đại, anh là trưởng lão của kiếm các sao? Ngô Bình, có thể giả được sao? Ba vị kiếm lão là sư phụ của tôi. Đào Thành hít một hơi thật sâu, lập tức đứng thẳng lưng, đi đến trước mặt Nhạc Cương Cực, cười, nói, anh vợ, bây giờ anh có còn muốn giết tôi nữa không? Nhạc Cương Cực im lặng, dù cho anh ta có tức giận hơn nữa thì cũng sẽ không dám giết đệ tử của Thái Hoàng Giáo. Thiên Nhạc Tông chỉ là một tông môn nhị phẩm, đến cả tông môn nhất phẩm cũng không dám đắc tội, sao có thể đắc tội với thế lực siêu cấp như Thái Hoàng Giáo? Anh ta không nói gì, vẻ mặt rất khó coi. Đào Thành đỡ anh ta dậy, thở dài, nói, anh vợ, tôi và Chân Chân yêu nhau thật lòng, việc gì anh phải phản đối chứ? Nhạc Cương Cực hừm một tiếng nặng nề, không nói gì. Ngô Bình, thiếu tông chủ Nhạc, anh hãy về đi. Anh có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi cho chúng tôi một câu trả lời. Nhạc Cương Cực liếc nhìn Ngô Bình rồi quay đầu bỏ đi. Đào Thành vội hỏi, lão đại, em còn muốn đánh thêm cho anh ta một trận nữa. Ngô Bình cười khẩy, được thôi, cậu đuổi theo đánh đi. Đào Thành cười gượng, nói, thôi vậy, tha cho anh ta lần này, ai bảo anh ta là anh vợ của em làm gì. Ngô Bình, cậu không cần lo lắng, anh ta sẽ đích thân đưa em gái mình đến trước mặt cậu. Bây giờ cậu hãy theo tôi đến chỗ này. Cậu vừa nói vừa lấy cánh cửa đó ra, một cánh cửa cổ kính, cũ kỹ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Ngô Bình đẩy cửa, đưa mấy người Đào Thành, Nghiêm Lãnh Thạch vào trong, sau đó đóng cửa lại. Thế giới trong cánh cửa thật ra tương tự như thế giới ở thánh địa thượng cổ, vì vậy ở đây cũng có thể sẽ có thánh xúc. Ngô Bình bảo mấy người đó đứng một chỗ đợi, còn cậu thì đến tiệm thuốc xem dược liệu. Hoàng Phu ra đón cậu, sau đó lại hỏi thêm được một vài vấn đề. Nửa ngày sau, cậu về lại chỗ cũ, cậu hỏi mọi người, có cảm giác gì đặc biệt không? Đào Thành nói, em cảm thấy khí tức đại đạo ở đây khác hẳn với bên ngoài. Ngô Bình, không sai, khí tức đại đạo ở đây thuộc đại lục thánh cổ, giờ tôi sẽ chỉ mọi người làm sao để tìm kiếm lợi ích từ bên trong. Sau đó cậu dựa theo phương pháp trước đây từng dạy mấy người Lăng Bộ Phi để truyền thụ cho họ cách nâng cao thánh xúc hiệu quả. Sau khi mấy người họ bắt đầu, Ngô Bình đã ra khỏi cửa và để ba người họ lại bên trong. Sáng hôm sau cậu mới đẩy cửa vào trong, kiểm tra tình hình của họ. Lúc này ba người họ đều đã hồi phục, ai cũng có thu hoạch. Đào Thành rất bất ngờ, nói, lão đại, trong cơ thể em có thêm 5 kinh mạch nữa. Nghiêm Lãnh Thạch nói, cậu chủ, trong cơ thể tôi cũng có thêm 4 kinh mạch. Liễu Kim Long, tôi cũng có thêm 4 kinh mạch. Ngô Bình cười, nói, đờ đấy không phải là kinh mạch mà là đạo mạch, để tôi xem thử mọi người đã khơi thông được những đạo mạch như thế nào rồi. Cậu nhìn sơ qua, phát hiện đúng là trong cơ thể của Nghiêm Lãnh Thạch đã có thêm 4 đạo mạch,
trong đó có một tử mạch và ba hoàng mạch. Liễu Kim Long khá hơn một chút, được hai tử mạch và hai hoàng mạch. Đào Thành thu hoạch nhiều nhất, cậu ta có được 6 đạo mạch, trong đó có một huyền mạch, 5 đạo mạch còn lại đều là tử mạch. Cậu gật đầu, cười, nói, khá lắm, có được một huyền mạch. Đào Thành chớp mắt, hỏi, lão đại, huyền mạch này có lợi ích gì? Ngô Bình, sau này cậu sẽ biết lợi ích của nó là gì. Cậu cho mấy người họ làm quen với đạo mạch, sau đó quay về học viện Hoàng gia. Cậu đã hứa sẽ cho mấy người họ đan dược, mà Phi Long bảo tương đan cậu luyện vừa hay lại rất thích hợp. Cậu tặng cho nhóm của Lăng Bộ Phi mỗi người một viên Phi Long bảo tương đan. Lăng Bộ Phi, Mạc Khinh Ngữ đều phải về sư môn phục mệnh, hôm đó cả hai đều lần lượt đi chấp hành. Ngô Bình tiễn hai cô gái đi xong thì đưa Thanh Chỉ về lại Hoàng Long Sơn Trang. Sau khi sắp xếp cho Thanh Chỉ xong, cậu bắt đầu tu luyện, lấy Thất Tinh Trảm Đạo làm cơ sở, ngưng tụ chân phù thứ hai, Thất Tinh Trảm Đạo phù. Thất Tinh Trảm Đạo chỉ là cơ sở của chân phù, Ngô Bình có thể tự phát huy trên cơ sở này, vì vậy cậu cần phải ngưng tụ nhiều loại Thất Tinh Trảm Đạo phù. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định lấy Trảm Đạo thập, tam kiếm làm gốc, luyện nên Thất Tinh Trảm Đạo chân phù. Trước khi tu luyện Thất Tinh Trảm Đạo phù, Ngô Bình quyết định tu luyện kiếm thứ 7 trong Trảm Đạo. Thập tam kiếm trước. Kiếm thứ 7 có tên là kiếm phản kích. Tu luyện kiếm này thành công có thể biến 3 phần sức mạnh từ đòn tấn công của kẻ địch thành sức mạnh phản công, dùng sức mạnh của chính mình tấn công kẻ thù. Có 12 mạch đạo hỗ trợ, lần này tu luyện cũng mất hơn một ngày, mãi đến xế chiều ngày hôm sau cậu mới luyện thành công kiếm thứ 7. Chỉ nhìn thấy một thanh kiếm khổng lồ màu bạc xuất hiện phía sau, trên mũi kiếm có vô số phù chú, thấy rõ sự bất phàm. Chân phù này dùng 7 loại bí lực ngưng tụ tạo thành nền tảng Thất Tinh Trảm Đạo bí lực, dùng Thất Tinh Trảm Đạo kiếm làm vật dẫn, nên về bản chất thì nó là một kiếm phù. Thất Tinh Trảm Đạo bí lực, dùng hợp 7 loại bí lực thần cấp, uy lực của có vượt xa bất kỳ loại bí lực thần cấp nào khác, cũng vượt xa thất đại bí lực thần cấp cộng lại. Có thêm hiệu quả của thất kiếm, chân phù này của Ngô Bình thực sự có thể nói là kinh thiên động địa, chấn động từ xưa lẫn nay. Lúc này, thất đại bí khiếu trỗi dậy, bí lực bên trong đều tuôn ra, tiến vào trong huyền mạch, sau đó mở một huyệt đạo trong huyền mạch, huyệt đạo này cao cấp hơn cả bí khiếu, không gian bên trong rộng lớn, gọi là pháp khiếu, có thể cất giữ được chân phù, thần thông. Chốc lát sau, bí ấn ngưng tụ trong pháp khiếu, kết thành một chân phù khổng lồ, chính là Thất Tinh Trảm Đạo phù. Phù này vừa xuất hiện, trên đầu Ngô Bình đã có một luồng kiếm khí phóng lên trời, kinh thiên động địa. Thế nhưng giây tiếp theo, hơi thở bỗng biến mất, Ngô Bình cũng mở bừng mắt. Cậu đẩy cửa đi ra, phát hiện Hàn Băng Nghiên đang đợi bên ngoài. Thấy cậu đi ra thì vội nói, anh Bình, tông chủ Thiên Nhạc Tông đích thân đưa con trai con gái mình đến, đã đợi ở phòng khách hơn một tiếng đồng hồ rồi. Người từ xa đến là khách, Ngô Bình vội vàng đến phòng khách gặp mặt. Lúc này, trong phòng khách có hai người đang ngồi, một người trong đó là người đàn ông trung niên, mặt đỏ, để râu dài màu xanh. Mắt phượng mày dài, uy phong lẫm liệt. Người còn lại chính là thiếu tông chủ của Thiên Nhạc Tông lúc trước, Nhạc Cương Cực. Vẻ mặt Nhạc Cương Cực không được tự nhiên, cũng có phần không tình nguyện. Anh ta nhìn lên lầu 2, em gái đang nói cười với cái tên nhóc kia, lại càng tức giận hơn. Nhưng chuyện này cha đã quyết định, anh ta không thể ngăn cản. Ngô Bình bước nhanh đến, chắp tay cười nói, Nhạc tông chủ, đã để ông đợi lâu. Người đàn ông trung niên vội đứng dậy. Chắp tay ôm quyền, cười nói, cậu đây chắc hẳn là Ngô trưởng lão, tại hạ Nhạc Thiên Ba, được gặp mặt với các hạ. Hàn huyền vài câu, Nhạc Thiên Ba nói đến chuyện chính, ông ta nói, con gái nhà tôi đã mang thai, tôi và Cương Cực nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên thuận theo tự nhiên, để con bé và Đào Thành thành hôn. Nhưng Đào Thành là đệ tử quý giáo, vì vậy ba cha con chúng ta mới đến cửa bàn bạc chuyện này. Ngô Bình nghiêng đầu nói, Đào Thành, xuống đây. Đào Thanh đang nói cười vui vẻ, nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, mau chóng xuống lầu. Anh ta nhìn mọi người, cười nói, lão đại, anh có gì dặn dò sao? Nhà họ Nhạc đến bàn hôn sự, anh có gì muốn nói không? Đào Thanh cười được. Đương nhiên là cầu còn không vậy được, chuyện kết hôn này cứ quyết định như vậy, chọn ngày lành tháng tốt rồi hai người thành hôn. Sau đó, lại nói thêm vài câu hàn huyên, Ngô Bình cho người chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Uống mấy ly với cha con họ Nhạc. Rượu quá ba chén, thức ăn đủ vị, Nhạc Thiên Ba khế thở dài, nói Thiên Nhạc Tông gặp nguy sớm tối,
con gái tôi có thể tìm được chỗ về lúc này, tôi và Cương Cực cũng an tâm rồi. Bạn gái của Đào Thành lập tức ửng đỏ mắt, khẽ lau nước mắt. Đào Thành sững người, vội hỏi, nhạc phụ đại nhân, có nguy hiểm gì? Nhạc Cương Cực uống cạn một chén rượu, nói, một kẻ thù năm đó của tôi, đã gia nhập vào tông môn nhất phẩm Lưu Vân Tông. Lại còn trở thành chức vụ trưởng lão của Lưu Vân Tông. Không lâu trước đó, anh ta đại diện cho Lưu Vân Tông đến Thiên Nhạc Tông, yêu cầu Thiên Nhạc Tông gia nhập Lưu Vân Tông. Tôi không đồng ý, anh ta tuyên bố trong vòng một tháng sẽ tiêu diệt Thiên Nhạc Tông. Đào Thành đập bàn một cái, đúng là ức hiếp người quá đáng. Nhạc phụ yên tâm, con nhất định đứng bên cạnh Thiên Nhạc Tông. Nhạc Thiên Ba lắc đầu, con chăm sóc con gái cha cho tốt, chuyện này không cần lo. Ngô Bình và đối phương chạm ly, một hơi uống cạn, chợt hỏi, Nhạc Tông chủ, Lưu Vân Tông làm như vậy, chỉ là vì báo thù sao? Nhạc Thiên Ba khẽ thở dài, nói, nơi lập ra Thiên Nhạc Tông là một thần sơn tên Thiên Nhạc. Thiên Nhạc thần sơn cất giấu một vài bí mật, mà đúng lúc kẻ thù kia của tôi biết được, nên anh ta nhất định sẽ tấn công Thiên Nhạc Tông. Ngô Bình không hỏi bí mật của Thiên Nhạc Tông là gì, bởi vì đây là bí mật của tông môn. Nhạc Thiên Ba nhìn Ngô Bình, nói, nghe danh kiếm các đã lâu, Ngô trưởng lão là đệ tử kiếm lão, tiên đồ vô lượng, tư chất chắc tuyệt, nói không chừng có thể thấu hiểu được bí ẩn của Thiên Nhạc thần sơn. Ngô Bình bình tĩnh, ý của ông là, Nhạc Thiên Ba, trên Thiên Nhạc thần sơn, có ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí, loại sức mạnh này rất khó lĩnh ngộ, hơn nữa quá trình lĩnh ngộ vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu, tổ sư Thiên Nhạc Tông chúng tôi lĩnh ngộ được 300 nay, cũng chỉ ngộ ra được một sát chiêu trong đó, nhờ đó sáng chế ra Thiên Nhạc lục thức, tung hoành khắp nơi, đánh bại rất nhiều thiên kiêu, cuối cùng sáng lập ra Thiên Nhạc Tông. Nói đến đây, Nhạc Thiên Ba lại thở dài nói, thật ra, Thiên Nhạc Tông năm đó đã từng là một tông môn nhất phẩm hùng mạnh. Nhưng từ sau khi tổ sư tọa hóa, thì không còn ai học được Thiên Nhạc lục thức, vì thế thực lực Thiên Nhạc Tông tôi đời sau không bằng đời trước. Đến đời tôi đã hạ xuống tông môn nhị phẩm, tôi có lỗi với tổ sư Thiên Nhạc Tông. Ánh mắt Nhạc Thiên Ba mang theo sự không cam tâm và áy náy. Ngô Bình dành toàn bộ quan tâm vào Thiên Nhạc thần sơn, cậu hỏi Nhạc Thiên Ba, Nhạc Tông chủ cũng từng lĩnh ngộ sức mạnh thần bí đó rồi. Nhạc Thiên Ba cười khổ, ánh mắt ông ta có chút tuyệt vọng và bất đắc dĩ, nói quá khó. Khi tôi vừa tiếp xúc với sức mạnh đó thì đã bị đánh bay, hôn mê tròn 7 ngày 7 đêm. Sau khi tỉnh lại, tu vi giáng xuống 3 năm sau mới miễn cưỡng khôi phục được từ sau lần đó, tôi không dám lĩnh ngộ nữa. Ngô Bình nhíu mày, nguy hiểm đến vậy sao? Nhạc Thiên Ba, trước tôi có không ít người đã chết trong lúc lĩnh ngộ. Luồng sức mạnh đó như thế nào? Ngô Bình lại càng tò mò hỏi. Rất nhanh, cảm giác như một luồng sức mạnh tiêu diệt mọi thứ, trấn áp vạn cổ đánh mạnh vào tinh thần tôi vậy. Khống chế thân thể tôi, sau đó tôi đã mất tri giác. Ngô Bình gật đầu, nói như vậy, luồng sức mạnh này quả thực rất mạnh. Vậy ban đầu tổ sư Thiên Nhạc đã lĩnh ngộ thế nào? Nhạc Thiên Ba, ông ấy trộm lấy một vài ít sức mạnh, dùng nó tạo ra Thiên Nhạc lục thức. Đáng tiếc, đệ tử đời sau không ai thành công cải. Ngô Bình trong lòng hốt hoảng, một luồng sức mạnh đã có thể tạo ra được Thiên Nhạc lục thức tung hoành khắp nơi, rốt cuộc đây là sức mạnh gì vậy? Người biết đến sức mạnh này rất ít đúng không? Đúng vậy. Lúc đầu chỉ có lão tổ chúng tôi biết. Cho dù đến bây giờ, nội bộ Thiên Nhạc Tông cũng có rất ít người biết bí mật này, tính cả cha con chúng tôi và kẻ thù kia của tôi thì cũng chỉ có 7 người. Ngô Bình, nhưng Nhạc Tông chủ bây giờ lại nói cho chúng tôi biết. Nhạc Thiên Ba nghiêm túc nói, hy vọng Ngô trưởng lão có thể thử xem. Ngô Bình cười nói, vô công không hưởng lộc, Nhạc Tông chủ cần tôi làm gì? Nhạc Thiên Ba nói, hy vọng Thái Hoàng giáo có thể tạo áp lực cho Lưu Vân Tông. Không tấn công Thiên Nhạc Tông nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi phải thảo luận chuyện này với những người quan trọng trong Thái Hoàng giáo, ngày mai mới trả lời được. Nhạc Thiên Ba, chuyện đó đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ ở đây chờ tin của Ngô trưởng lão. Sau bữa tiệc, Ngô Bình bảo Đào Thành sắp xếp chỗ ở cho hai bố con họ, còn cậu thì dùng bùa truyền tin, liên lạc với sư phụ. Dù gì thì chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, cậu phải thông báo với ba sư phụ. Rất nhanh sau đó, La Vô Phi là người đầu tiên truyền tin đến, nói rằng đã trao đổi chuyện này với cấp trên, bên trên đã thông qua, thậm chí còn có thể sáp nhập Thiên Nhạc Tông vào tông bảo hộ của Thái Hoàng giáo.
Ngô Bình nhận được tin thì đến gặp lại Nhạc Thiên Ba và nói sự thật cho ông ta biết. Nhạc Thiên Ba vô cùng vui mừng, không ngừng cảm ơn. Ngô trưởng lão, chúng tôi cũng phải về rồi, hôm nãy đã làm phiền, nếu trưởng lão có thời gian rảnh thì có thể đến Thiên Nhạc Thần Sơn chơi. Ngô Bình biết chuyện này không nên để lâu, nếu để cơ mật bị truyền ra ngoài thì e rằng sẽ có thế lực siêu cấp chen vào, đến lúc đó sẽ rất rắc rối. Được, tôi sẽ đi cùng Nhạc Tông chủ đến Thiên Nhạc Tông một chuyến. Đào Thành nói, lão đại, tôi cũng đi. Thiên Nhạc Tông nằm ở tiên giới U Thiên, trong số 10 tiên giới lớn thì tiên giới U Thiên khá đặc biệt, lão tổ U Thiên tạo ra giới này vừa chính vừa tà, luyện rất nhiều dị giới vào trong tiên giới U Thiên, tạo ra rất nhiều cấm địa hung địa. Thiên Nhạc Tông nằm ở gần Trúc Long Đàm, một trong 5 hung địa lớn. Cửa của Thiên Nhạc Tông được xây dựng trên những đỉnh núi nối tiếp nhau, sườn đông núi là một thung lũng rộng lớn, sinh vật phong phú, người dân an cư lạc nghiệp, tạo nên một thành phố lớn và 5 thành phố nhỏ, trong đó thành phố lớn nhất là Trúc Long Thành. Trúc Long Thành có đến mấy ngàn vạn dân sinh sống, nhưng Trúc Long Thành cũng là thành phố duy nhất ở thung lũng không chịu sự khống chế của Thiên Nhạc Tông, nơi đó thuộc một thế lực siêu cấp, đó là U Hải. Lúc này, Ngô Bình và Đào Thành được mời đến một ngôi nhà lớn kiểu miệt vườn ở Trúc Long Thành nghỉ lại. Nhạc Thiên Ba quay về Thiên Nhạc Tông sắp xếp công việc trước, để Nhạc Cương Cực ở lại với hai người họ. Giờ thái độ của Nhạc Cương Cực với Đào Thành đã đỡ hơn, nhưng vẫn còn rất lạnh lùng. Anh cả, Đào Thành chạy qua cười, hỏi Thành Trúc Long có chỗ nào vui không? Đào Thành bĩu môi, anh không nói thì chúng tôi tự đi. Vậy tốt nhất là cậu nên cẩn thận một chút. Thành phố này thuộc U Hải, ngộ nhỡ đắc tội với người của U Hải thì cậu chết chắc. Ngô Bình, U Hải là thế lực như thế nào? U Hải là thế lực chính của tiên giới, kế thừa từ lão tổ U Thiên. Tu sĩ của cả tiên giới U Thiên đều muốn được vào U Hải. Ngô Bình để Đào Thành tự đi khám phá, còn cậu thì ở lại trong nhà tu luyện, thử đả thông bí khiếu quan trọng thứ 3 của cửu dương hóa cấm đồ. Đả thông bí khiếu này rất khó. Trước đây cậu từng thử nhiều lần nhưng vẫn cứ thiếu một chút. Lần này, cậu dốc hết sức, đến trưa hôm sau thì thành công khơi thông được bí khiếu này. Cậu đã khơi thông được 3 bí khiếu trong 9 bí khiếu lớn, giữa 3 bí khiếu có mối liên hệ với nhau, một luồng năng lượng kỳ diệu di chuyển trong cơ thể Ngô Bình. Cấm kỳ chân phù đầu tiên của cậu đột nhiên chấn động. Ngô Bình giật mình, lập tức khởi động phù này, mượn sức mạnh của cấm kỳ này để khơi thông bí khiếu thứ 4. Đấy là bí khiếu chuyên thừa, sức mạnh của cấm kỳ hợp nhất với bí lực, bí khiếu đó liền lập tức được khai thông. Lúc này, 4 bí khiếu lớn của cửu dương hóa cấm đồ liên kết với nhau, tay quỷ ở bên ngoài cửu liên đài không ngừng chuyển động, một luồng sức mạnh bất diệt tuôn ra. Ngô Bình lập tức khiến nó hợp nhất với bí lực thần cấp, đánh vào bí khiếu chuyển thừa thứ 2. Bí khiếu thứ 5 được khơi thông, sau đó tay quỷ ở tầng thứ 2 lại chuyển động, tạo ra một thủ ấn kỳ diệu. Bỗng dưng, một sức mạnh sắc bén tuôn ra, Ngô Bình nhân cơ hội khởi động truyền thừa thứ 3. Bí khiếu. Lại một âm thanh lớn nữa vang lên, bí khiếu truyền thừa thứ 3 đã được khơi thông, bí khiếu của cửu dương hóa cấm đồ tổng cộng có 6 cái. Cuối cùng, tay quỷ ở vòng 3 lại chuyển động, một luồng sức mạnh lớn tuôn ra, Ngô Bình mượn nó đã thông bí khiếu truyền thừa thứ 4. Lúc này, thất khiếu của cửu dương hóa cấm đồ cùng vang lên. Ba phù văn huyền diệu luôn ngủ say trong cơ thể cậu đồng loạt chấn động. Cậu có được ba phù văn này ở trong Nghệ Hoàng Điện, do tên tím, tên xanh và tên vàng biến thành. Mắt Ngô Bình sáng lên, cậu lập tức hét lên, ba phù văn hợp lại làm một, hòa cùng với bí lực thần cấp cậu chọn sẵn trước đó, đánh mạnh lên bí khiếu nòng cốt thứ 4. Bí khiếu nòng cốt thứ 4 rất khó đả thông, cậu không định sẽ thử trong thời gian này. Nhưng giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên cậu không thể bỏ cuộc. Sức mạnh đáng sợ đập vào bí khiếu nòng cốt, một âm thanh lớn vang lên, cơ thể Ngô Bình rùng lên, bí khiếu đã được khơi thông. Ba phù văn huyền diệu bay vào và nhanh chóng hợp, nhất, biến thành một phù văn càng thần bí và huyền diệu hơn. Điểm thần kỳ của cửu dương hóa cấm đồ nằm ở chỗ có thể luyện được sức mạnh cấm kỳ và điều khiển nó. Đẳng cấp năng lượng của ba phù văn tương đương với sức mạnh của cấm kỳ, vì vậy có thể luyện hóa được nó, trở thành một phần trong hệ thể sức mạnh cửu dương hóa cấm. Lúc này cửu dương hóa cấm đồ chỉ còn lại một bí khiếu cuối cùng, bí khiếu truyền thừa thứ 5. 8 bí khiếu lớn dung chuyển, vương tỏa thích khách ẩn trong cơ thể Ngô Bình lắc lư, Ngô Bình nghiến răng, dùng hết sức khởi động nó. Nó liền biến thành một luồng sát quang,
cùng một bí lực thần cấp đập vào bí khiếu thứ 9. Trong tiếng vang lớn, bí khiếu đã được khơi thông, vương tọa lơ lửng bên trong, còn bí lực thần cấp đó thì lại dùng nó như một vật dẫn, ngưng tụ thành một ảo ảnh giống hệt như Ngô Bình. Sức mạnh của vương tọa thích khách toát ra, vô số chiêu thức, tuyệt kỹ, kinh nghiệm thích sát đều hiện lên hết trong đầu Ngô Bình. Đến giờ, 9 bí khiếu lớn đã được khơi thông hết, 9 loại sức mạnh đan xen nhau, tạo thành sức mạnh cửu dương hóa cấm, truyền vào trong một huyền mạch, và khởi động pháp khiếu thứ 2. Pháp khiếu vừa được khởi động thì Ngô Bình liền nhân cơ hội ngưng tụ cửu dương hóa cấm chân phù. Ngô Bình cứ tu luyện như thế, không biết đến thời gian, chớp mắt đã 4 ngày trôi qua. Đến khi cậu mở mắt ra thì cơ thể đã có thêm một sức mạnh huyền diệu lạ kỳ, sức mạnh cửu dương hóa cấm. Cửu dương hóa cấm không chỉ có thể luyện hóa được cấm kỵ mà còn có thể tấn công và phòng thủ, rất thần kỳ. Đào Thành ở bên ngoài thấy Ngô Bình đẩy cửa bước ra thì thở phào, lão đại, anh bế quan đã mấy ngày rồi, làm tôi lo chết đi được. Ngô Bình, có chuyện gì? Bố vợ tôi đã đến mấy lần nhưng thấy lão đại đang bế quan thì không dám làm phiền. Ngô Bình, ừ, cậu đi thông báo với ông ta đi. Nửa tiếng sau, Nhạc Thiên Ba lại đến, ông ta nói, Ngô trưởng lão, đã chuẩn bị xong hết rồi, lối vào đã được mở, anh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ngô Bình gật đầu, đi cùng Nhạc Thiên Ba đến trước một ngọn núi ở trong Thiên Nhạc Tông. Ngọn núi này phải đến gần mới thấy được, dù có đứng cách mấy trăm mét cũng không thể nào nhìn thấy được nó. Trước ngọn núi có một con đường bậc thang dài, dẫn thẳng lên đỉnh núi. Nhạc Thiên Ba đứng trước bậc thang thứ nhất, nói, Ngô trưởng lão, từ đây đi thẳng lên trên sẽ gặp phải một số nguy hiểm, nhưng với tư chất của trưởng lão nhất định sẽ không thành vấn đề. Đến đỉnh núi anh sẽ nhìn thấy một đại điện, cửa của đại điện đã được tôi mở sẵn. Công tử vào trong đại điện thì có thể tiếp xúc được với sức mạnh đớ. Ngô Bình gật đầu, nhấc chân đi về trước, từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đào Thành, bố, rốt cuộc Thiên Nhạc Thần Sơn có lai lịch thế nào? Nhạc Thiên Ba, tổ sư suy đoán nó có thể đến từ một thế giới khác, ở thế giới đó nó được gọi là cấm kỵ. Đào Thành nhíu mày, cấm kỵ gì? Nghe nói đây là thứ mà đại năng hỗn độn cảnh cố gắng theo đuổi, là một loại hệ thống thần bí mạnh mẽ nào đói. Đào Thành nhếch miệng cường, lão đại tôi rất lợi hại, anh ấy nhất định sẽ lấy được thứ cấm kỵ gì đó. Nhạc Thiên Ba liếc nhìn Đào Thành, nói, Đào Thành, nếu Ngô trưởng lão có thể thành công, vậy thì cậu ấy nhất định sẽ trở thành nhân vật siêu cấp trong lịch sử. Cậu nhất định phải đi theo bên cạnh anh ấy, chỉ có như vậy, anh mới có thể được lưu danh trong sách sử. Đào Thành xoa mũi, tôi sớm đã phục anh ấy rồi, cho dù kết quả ra sao, anh ấy cũng là đại ca tôi. Ngô Bình đi đến cuối bậc thang, dọc con đường này có lồng sức mạnh đang cản trở cậu, nhưng cũng không. Mạnh, chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ, xung quanh cửa điện trống không, cũng không có cung điện gì, xem ra có lẽ cung điện đã giấu ở không gian nào đó rồi, chỉ để lộ một cánh cửa mà thôi. Đẩy cửa điện ra, cậu bước vào trong. Chân vừa đáp đất đã có một luồng sức mạnh ập đến, ùa vào trong người cậu. Luồng sức mạnh này như mũi kiếm bén nhọn, lập tức phá vỡ phòng ngự của cậu, đâm thẳng vào. Trong người cậu, ngay lúc này, cửu dương hóa cấm đồ trong người cậu bỗng sáng lên, hóa cấm đại trận tự động di chuyển, chốc lát đã hấp thụ, chấn áp lồng sức mạnh kia. Chỉ trong chớp mắt, cửu dương hóa cấm đồ của Ngô Bình đã có thể một luồng sức mạnh kỳ lạ, số lượng dù ít nhưng lại có lực sát thương rất mạnh. Chân sau cũng vượt qua ngưỡng cửa, luồng sức mạnh thứ lại tiến vào thân thể, so với luồng sức mạnh lúc đầu thì càng sắc bén hơn, số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi. Dầm! Cửu dương hóa cấm đại trận lại chấn áp lần nữa, hấp thụ toàn bộ. Ngô Bình như suy nghĩ gì đó, không biết Thiên Nhạc tổ sư năm đó đã hấp thụ mấy luồng sức mạnh. Lúc này cậu đã đứng trong đại điện, không gian xung quanh đều bị bao phủ bởi ánh sáng đen đỏ, đen trắng cồn cuộn, vô cùng quỷ dị. Ngô Bình lại bước thêm một bước, kết quả luồng sức mạnh gấp 3 lần thứ nhất lại xuất hiện, cũng bị Ngô Bình hấp thụ. Lần này, sức mạnh trong người cậu đã mạnh hơn lúc đầu gấp 5 lần. Trong lòng cậu chợt suy nghĩ, bước ra bước thứ tư thứ năm, luồng sức mạnh gấp 4 gấp 5 lần xuất hiện. Chỉ là trong người cậu đã chấn áp luồng sức mạnh tương tự nhưng mạnh hơn gấp 6 lần, những luồng sức mạnh này hoàn toàn không đe dọa gì đến cậu. 5 bước, 6 bước, 7 bước, Ngô Bình chậm chậm đi. Mỗi một bước đi, lại có thêm một luồng sức mạnh xuất hiện, sức mạnh trong người cậu cũng càng lúc càng mạnh. Sau 30 bước,
sức mạnh hấp thụ đã đủ sức ảnh hưởng đến cửu dương hóa cấm đại trận. Rầm rầm, bên trong đại trận bắt đầu di chuyển luồng sức, mạnh kỳ dị, sau lưng Ngô Bình xuất hiện cái bóng hai màu đen đỏ, cái bóng trông giống người nhưng cũng không phải người, đầu người thân rắn, trên đầu có một cái sừng, ánh mắt tối đen, cái bóng còn lại trông như động vật họ mèo nào đó, trên lưng có cánh, đôi mắt có đồng tử đỏ rực. Đại trận di chuyển, một lượng lớn sức mạnh cấm chế xung bị hấp thụ, thân thể Ngô Bình tạo thành một lốc xoáy, những luồng sáng đen đỏ lần lượt cuốn vào, khiến cái bóng sau lưng Ngô Bình càng lúc càng trở nên thực hơn. Sau 100 bước, luồng sáng biến mất, Ngô Bình nhìn thấy một thứ gì đó. Một quái vật đầu rắn thân người, dài 100 mét, nó quấn quanh một quái vật trông như động vật cùng họ mèo, trên lưng có đôi cánh, móng vuốt sắc nhọn trong tay đâm vào mắt trái của quái vật có cánh. Còn quái vật có cánh cũng dùng móng vuốt mình xẻ bụng quái vật thân rắn, nội tạng rơi cả xuống đất. Hơi thở trên người hai quái vật dung hòa, không bên nào hạ được bên nào. Lúc này, mèo đen lại bước ra khỏi không gian chứa đồ, nó nhảy lên vai Ngô Bình, truyền âm nói, vận may. Cậu tốt thật đấy, hại loại cấm ký này cắn nuốt lẫn nhau, dung hòa lẫn nhau trong một thời gian dài, sẽ tạo ra một loại cấm ký cao cấp hơn. Cấm ký tối cao sao? Chưa đến mức đó. Thuộc cấm kỳ đại thiên cũng khá mạnh. Mèo đen nói, đúng lúc chủ nhân sử dụng cửu dương hóa cấm, luyện hóa được cấm kỳ này. Nói xong, mèo đen vung móng vuốt, hai quái vật khổng lồ bỗng bị thu nhỏ chừng bàn tay, bay đến trước mặt Ngô Bình. Mèo đen, sức mạnh của vật này đã bị tôi áp chế, cậu có thể bỏ nó vào trong pháp khiếu. Trong huyền mạch có một pháp khiếu nối với cửu dương hóa cấm đồ, pháp khiếu này tự tạo thành không gian bên trong, Ngô Bình lập tức bỏ thứ nào vào bên trong. Pháp khiếu chấn động, sức mạnh đỏ đen tác động lẫn nhau tạo ra một loại sức mạnh hoàn toàn mớ, sức mạnh nặng so với sức mạnh mà cậu đã hấp thu trước. Đó cũng có điểm khác nhau, càng tinh khiết và chính tông hơn. Mèo đen, cậu Ngô, cấm chế này có thể nghịch chuyển thời gian, chỉ là sử dụng một lần thì phải làm lạnh một thời gian. Ngô Bình trừng lớn mắt, nghịch chuyển thời gian. Đúng vậy, đợi ra khỏi đại điện, cậu có thể tìm cơ hội thử nghiệm hiệu quả của nó thử xem. Ngô Bình, nghịch chuyển thời gian, là cục bộ thôi sao? Mèo đen, cấm chế này có thể ảnh hưởng đến thời gian vũ trụ, lấy một đoạn trong dòng sông thời gian, sau đó đưa cậu vào bất kỳ một thời điểm nào đớ. Ngô Bình như suy nghĩ gì đó, cậu quay người rời khỏi đại điện, lập tức bay xuống núi. Cậu vừa đi ra đã phát hiện mặt đất bên ngoài đã ẩm ướt, hình như trời đã đổ mưa, thời tiết lúc này lạnh hơn lúc nãy nhiều. Đào Thành và Nhạc Thiên Bá vẫn còn đứng ở đó. Nhưng có vẻ như đã đứng rất lâu rồi. Thấy Ngô Bình đi ra, Đào Thành thở phào một hơi, thảm thương kêu lên, đại ca, anh dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng anh không ra ngoài được nữa chứ, hu hu. Ngô Bình lập tức trừng mắt, cậu khóc gào cái gì, chẳng phải tôi chỉ mới vào có mấy phút thôi sao? Đào Thành trừng mắt, mấy phút, vỏn vẹn cả 7 ngày đấy, 7 ngày nay mưa 3 trận, gió bão 2 trận, tóc tôi cũng bị thổi loạn rồi đây. Ngô Bình lập tức kinh ngạc, nhưng sau đó đã hiểu ra chuyện gì, đây chắc chắn là do sức mạnh cấm kỳ kia ảnh hưởng đến tuyến thời gian đưa cậu đến 7 ngày. So, Nhạc Thiên Ba thấy cậu không sao cũng thở phào, vội hỏi, Ngô trưởng lão không sao là tốt rồi. Không biết có thu hoạch được gì không? Ngô Bình cũng không muốn nói quá nhiều, chỉ nói tôi hấp thụ được một vài sức mạnh. Nhạc Thiên Ba sáng mắt, Ngô trưởng lão đã đi mấy bước trong đó. Ngô Bình hỏi ngược lại, Thiên Nhạc tổ sư các ông đi được mấy bước vậy? Nhạc Thiên Ba, 6 bước. Đây chính là nguồn gốc của Thiên Nhạc lục thức sao? Ngô Bình cười nói, tôi đi được 7 bước. Cậu cũng không tiện nói quá nhiều, dù sao nếu vượt qua tổ tiên nhà người ta quá nhiều thì mặt mũi Thiên Nhạc tông cũng khó xem. Nhạc Thiên Ba vui mừng, tốt quá rồi. Ngô Bình cảm nhận một lát, sức mạnh lúc trước cậu hấp thụ cũng không có tác dụng gì. Dù sao cậu cũng đã có được căn nguyên của những sức mạnh này rồi, sức mạnh tạo ra thì càng cao cấp hơn. Cậu nói, Nhạc tông chủ, sức mạnh này đối với tôi không có tác dụng gì, tôi giao nó lại cho ông vậy. Nhạc Thiên Ba vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chuyện này. Ngô Bình, Đào Thành là anh em của tôi, ông là bố vợ của cậu ấy, không cần khách sáo. Nói rồi, cậu vươn tay ấn vào đầu Nhạc Thiên Ba, cậu đưa 3 phần sức mạnh mà cậu hấp thụ được vào trong người đối phương. Những luồng sức mạnh này đã được cậu luyện hóa, rất dễ bị hấp thụ. Lúc này, Nhạc Thiên Ba đã cảm nhận được một luồng sức mạnh sôi sục trong người, vô cùng mạnh mất. Ông ta vô cùng kích động,
bái lạy Ngô Bình, cảm ơn đại ân Ngô trưởng lão. Nhạc Thiên Ba tôi đời đời ghi nhớ. Ngô Bình, tôi giao phần sức mạnh còn lại cho Đào. Thành, mọi người cùng nhau tu luyện Thiên Nhạc Lục. Thức, chắc chắn sẽ khiến Thiên Nhạc Tông rạng danh. Đào Thành cười nói, đại ca, có của tôi nữa sao? Ngô Bình ấn vào đầu anh ta, đưa 7 phần sức. Mạnh còn lại vào trong người anh ta. Đào Thành cứ như say rượu vậy, lảo đảo nghiêng ngả, được Nhạc Thiên Ba đỡ lấy. Ông ta biết rõ, Đào Thành có được nhiều hơn ông ta, nhưng ông ta cũng đã rất hài lòng rồi, dù sao chừng này cũng đã đủ để ông ta luyện Thiên Nhạc Lục thức rồi. Ngô Bình hỏi, bên Lưu Vân Tông thế nào rồi? Nhạc Thiên Ba, sau khi Thái Hoàng giáo chào hỏi, Lưu Vân Tông không còn dám uy hiếp chúng ta nữa. Tông chủ của họ cũng đến nói vài lời tử tế với tôi, hẳn là không có vấn đề gì. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt, tôi ra ngoài nhiều ngày, sắp quay về rồi, có thời gian sẽ đến thăm sau. Nhạc Thiên Bá, Ngô trưởng lão đợi thêm vài ngày, tôi cũng có cơ hội tiếp đãi đàng hoàng. Ngô Bình, sau này sẽ có cơ hội, tạm biệt trước. Đi xa sắp 10 ngày rồi, cậu hơi không yên tâm. Biệt thự Hoàng Long ở Trung Châu, một tia sáng rơi xuống, là Ngô Bình. Liễu Kim Long đang ở biệt thự, ông ta vội chạy đến đón, nói là Nhan Bình chiều đó đã đến nhiều lần, lần nào. Cũng nhắc đến đan dược. Trước đó Ngô Bình đã hẹn với đối phương là sẽ đưa đan dược cho hắn trong 3 ngày, nhưng chuyến đi này làm chậm trễ kế hoạch, cậu gật đầu, tôi hiểu rồi, còn có chuyện gì nữa không? Liễu Kim Long, mấy ngày nay tôi và anh Nghiêm đột phá về mặt tu hành, chắc là có liên quan đến việc mở đạo mạch. Đó là đương nhiên, trước kia tôi truyền cho hai người vài công pháp, hai người cứ tu luyện từ từ. Ừ, Ngô Bình nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu luyện chế cửu chuyển thiên tâm đan. Trải qua mấy lần luyện chế, đan dược luyện chế ra đã đạt tới thượng phẩm. Đan dược được luyện ra không lâu, Nhan Bình chiều đến. Ngô Bình lấy 3 viên cửu chuyển thiên tâm đan thượng phẩm và 3 viên phi long bảo tương đan thượng phẩm ra đưa cho hắn. Nhan Bình chiều nhìn thấy đan dược, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ cậu Ngô thật sự có loại đan dược này. Ngô Bình, anh đã biết rõ tác dụng của đan dược, vậy thì ra giá đi. Nhan Bình chiều suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi đã xin phép cấp trên, cửu chuyển thiên tâm đan thượng phẩm có giá 300 triệu tiền tiên mỗi viên, phi long bảo tương đan thượng phẩm có giá 450 triệu tiền tiên. Cậu Ngô thấy mức giá này có phù hợp không? Ngô Bình, được, mỗi tháng tôi cung cấp 10 viên cửu chuyển thiên tâm đan, 10 viên phi long bảo. Tương đan, đưa tiền trước, sau đó mới đưa hàng. Nhan Bình chiều rất vui mừng, lập tức lấy một túi tiền ra. Cười nói, cậu Ngô, trong đó có 7 tỷ rưỡi tiền tiên. Tháng sau tôi sẽ cử người đến lấy đan dược, cậu thấy được không? Ngô Bình, không thành vấn đề, ngày 3 hàng tháng, anh tìm Liễu Kim Long lấy 20 viên đan dược. Được. Sau khi Tiên Nhan Bình chiều đi, Ngô Bình đang định uống một ngụm nước nghỉ ngơi, tiện tay lật điện thoại ra, nhận được một tin nhắn. Anh Ngô cứu mạng. Người gửi tin nhắn là người phụ nữ ở biển Phương Bình tỉnh Hải Đông. Phương Thi Linh, hai người từng có duyên gặp nhau, còn lưu số điện thoại của nhau. Ngô Bình bấm số đối phương nhưng không thể gọi được. Cậu nhíu mày, lúc đầu mình còn đồng ý tặng Phương Bình Hải mấy viên đan dược, lẽ nào cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu lập tức chạy đến tỉnh Hải Đông. Nhà họ Phương ở tỉnh Hải Đông. Lúc này, có rất nhiều người tụ tập bên ngoài nhà họ. Phương để xem náo nhiệt, trong nhà họ Phương máu chảy thành sông. Có thi thể nằm đầy trên mặt đất, có vài người của chính quyền tỉnh Hải Đông đang ghi chép theo. Công việc. Cả nhà trên dưới không một ai sống sót. Ngô Bình đứng trước cổng, ánh mắt lạnh như băng, ai đã ra tay tàn nhẫn như vậy, tiêu diệt cả nhà Phương Bình Hải. Ngô Bình bỗng cảm thấy có người chạm vào tay áo mình, cậu cúi đầu nhìn xuống, là một chàng trai trẻ đẹp trai trông rất quen. Sau khi nhìn kỹ lại, cậu mới nhận ra đó là Phương Thi Linh đang cải trang thành nam giới. Mắt Phương Thi Linh đầy vẻ oán hận và nước mắt, xoay người đi qua một bên, Ngô Bình lập tức đi theo. Hai người đi được một đoạn, đi vào một quán cà phê. Ngô Bình im lặng đi theo, sau đó ngồi vào một bàn. Phương Thi Linh lấy mũ xuống để lộ ra mái tóc dài, cô ta nói cảm ơn anh Ngô đã đến. Ngô Bình thở dài, chuyện xảy ra từ lúc nào? Tối qua, Phương Thi Linh nói tôi không có ở nhà nên tránh được một nạn. Ngô Bình, nhìn thấy tin nhắn tôi lập tức chạy đến, tại sao cô lại không gọi cho tôi?
Phương Thị Linh cúi đầu xuống, người ra tay gây ra họa diệt tộc này chắc chắn rất mạnh, tôi không biết anh Ngô có chịu giúp hay không. Tôi đã gửi tin nhắn cho rất nhiều bạn cũ của bố tôi, nhưng hiện giờ chỉ có anh đến đây. Ngô Bình biết rõ lòng người luôn thay đổi, tình bạn không có lợi ích thường rất mong manh. Giờ đây nhà họ, Phương đã bị tiêu diệt, dĩ nhiên những người được gọi là bạn kia sẽ không xuất hiện, tránh cho mình gặp rắc rối. Cảm ơn anh, Phương Thi Linh lau nước mắt nói. Cô có biết hung thủ là ai không? Cậu chủ Linh Hư, anh ta tu luyện một loại kiếm thuật, muốn lấy bộ phi kiếm mà bố tặng cho anh, thế là anh ta cử người đến hỏi. Bố tôi không chịu đưa nên anh ta bảo người đến tiêu diệt cả nhà họ Phương. Cậu chủ Linh Hư, Ngô Bình híp mắt, không có uy hiếp, không có chỗ thương lượng thì tiêu diệt cả nhà họ. Phương, người này thật tàn nhẫn. Phương Thì Linh lấy một bức thư ra, đặt trước mặt Ngô Bình, trước khi bố tôi bị hại đã thả chim bồ câu ra trước. Ngô Bình nhận lấy một tờ giấy, trong đó viết, đối phương cực kỳ tàn nhẫn, nhà họ Phương khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thi Linh, con đi tìm cậu Ngô, cả thế giới này, e là chỉ có mình cậu ấy thu nhận con thôi. Đọc xong bức thư, Ngô Bình thở dài, tối hôm đó tiền bối Phương hẳn là nên thông báo cho tôi mới phải. Phương Thi Linh lắc đầu, mọi chuyện đã không kịp nữa, nếu không bố tôi sẽ đem theo một nhóm người. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi. Ngô Bình cất bức thư đi, trầm giọng nói, cô Thi Linh, cô yên tâm, tôi sẽ báo thủ của nhà họ Phương thay gỡ. Anh xứng sao? Một người đàn ông mặc đồ đen ở bàn bên cạnh bỗng xoay người lại, lạnh lùng nói. Lúc đến Ngô Bình không để ý đến người này, vì hắn đến trước, hơn nữa vẫn luôn đưa lưng về phía hai người họ. Phương Thi Linh biến sắc, thấp giọng nói, anh Ngô, anh mau đi đi, dù gặp nguy hiểm, cô ta vẫn không muốn liên lụy đến Ngô Bình. Ngô Bình nhìn chằm chằm đối phương hỏi, anh là người của cậu chủ Linh Hư à? Người đàn ông đồ đen có khuôn mặt giống chuột, đôi mắt nhỏ to như hạt đậu, lộ ra vẻ lạnh lùng, cười nghiêm nghị, chúng tôi luôn biết cô ta ở gần đây, sở dĩ không làm gì là để đợi anh xuất hiện. Vậy à, bây giờ tôi đến rồi đây, anh muốn thế nào? Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Đưa bộ phi kiếm đó đây, tự sát, người đàn ông đồ đen nói, đây là sự nhân từ lớn nhất cậu chủ dành cho anh rồi. Ngô Bình gật đầu, xem ra cậu chủ Linh Hư đúng là người tốt, thế mà chỉ cần lấy mạng tôi và bộ phi kiếm đó thôi. Người áo đen hừ một tiếng, cậu chủ có thiên phú, tư chất tuyệt vời, nếu anh từng gặp cậu ấy thì chắc sẽ bị cậu ấy khuất phục, sẵn sàng nhận cậu ấy làm chủ nhân, làm trâu làm ngựa cho cậu ấy. Ngô Bình, anh muốn làm chó làm ngựa là chuyện của anh, tôi không có hứng thú. Hơn nữa tôi cũng không muốn đưa phi kiếm cho anh, càng không muốn chết. Cậu đứng lên, đi thôi, đi gặp cậu Linh Hư. Anh không có tư cách gặp cậu chủ, ánh mắt người này trở nên lạnh lùng, giơ ngón tay lên chỉ Ngô Bình, có một sức mạnh kỳ lạ trói Ngô Bình lại. Đây là một loại tà thuật, uy lực rất lớn, tu sĩ bí cảnh bình thường không có sức đánh lại, lập tức bị hắn áp. Chế. Cửu dương hóa cấm đồ trong người Ngô Bình có thể chuyển hóa tất cả cấm chế, cấm kỵ, nó chỉ là hơi chấn động, phá nát sức mạnh này. Sau đó cậu vươn tay tóm lấy, những con bướm trong thất tinh trảm đạo đồ đều đồng loạt vỗ cánh, sinh ra một lực cực lớn, người đàn ông đó bị hút qua, Ngô Bình tóm chặt lấy cổ hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 201.